Ok, hello, chào tất cả em nhé. Vui chưa nhỉ? Hôm nay thì chúng ta đã đến được cái đề thi số 4. Cái đề này em trước thầy cho bạn thi thử rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chữa cái đề này thôi. Ok chưa nhỉ? Bạn mới vào thì chúng ta đã bước sang cái tuần cuối cùng rồi nhé. Đấy, đi cả năm rồi hôm nay đã đến được cái tuần cuối. Thì hy vọng là chúng ta sẽ học được khá là nhiều trong những cái tuần cuối này. Thì cái cách học trong tuần cuối này chỉ có luyện đề thôi nhé. Tuần cuối này nhiều bạn hỏi thầy làm sao để học tập hiệu quả trong cái tuần cuối này, thì chúng ta học thì học cả năm rồi, chứ còn cái tuần cuối này rồi thì chỉ có cày đề để giữ phong độ ổn định là may lắm rồi, chứ học thì nó cũng không thêm được gì nhiều đâu. Đấy, nên là chúng ta cứ ủng hộ thầy một cách này, sẽ biết nhiều hơn để chúng ta có những cái buổi thi thử này và có những cái đề thi nó chất lượng như thế này. Ôi chào, rồi mình chiến luôn thôi nhá. Thì cái hôm nay thầy cũng khá là mệt, nhưng mà thì vừa mới dậy ọp về nhưng mà hơi mệt một chút, nên hôm nay đi vào hơi muộn một chút xíu. Để giọng bắt đầu lạc lạc đi rồi. Thì các bạn ủng hộ thầy một cách like sẽ biết nhiều hơn nhá. Thì chúng ta chỉ còn học với nhau độ tầm khoảng một tuần nữa thôi, đúng chưa nhỉ? Hết tuần này là sang tuần sau là bắt đầu đi chiến đấu rồi. Ôi nhở. Rồi, thì tranh thủ thì chúng ta có gì thắc mắc thì chúng ta comment bên dưới nhá, để có thể là thầy tiếp cho bạn trong cái giải đáp luôn. Đợi một chút, lên đầu ba nhá. Lên đầu ba mình bắt đầu chiến à. Nhá, lên đầu ba bắt đầu chiến. Ôi chưa? Đấy, học đi vào phải đông đông thì mới chiến được. Chứ bây giờ mới có lên lèo tèo 250 thì quẩy làm sao được nhá. Bây giờ đấy, các bạn mới vào ủng hộ thầy một cách like sẽ biết nhiều hơn nhá. Còn bạn nào tốt hơn nữa, chúng ta có thể giúp thầy bằng cách là tạo những cái buổi xem chung ấy, để những bạn bè chúng ta có thể là cùng nhau học, cùng nhau cày những cái kho báu trong những cái đề như này. Ôi chưa, đề thì chuẩn bị các bạn khá là hay rồi, đúng 20 câu đầu nhanh á, 20 câu đầu nhanh thì quẩy từ từ thôi, kiểu gì đây là full 50 câu. Thầy đã hứa các bạn full 50 câu là full 50 câu nhá, hôm nay chữa full 50 câu, cứ từ từ mà chiến thôi. Ok chưa? 300 bắt đầu nhá, 300 bắt đầu đấy, dưới 300 lên giường 500 đi ngủ. Ok chưa? Rồi, các bạn cùng comment bên dưới nào, comment đáp án câu số 1 bên dưới để khởi động nhá. Đấy, có gì không hiểu cũng comment bên dưới luôn nhá. Ok chưa? Đấy, học liver comment nhiệt tình vào, tác bạn bè điên đảo và chém gió mới ok được nhá. Chứ còn học liver và xem im lặng từ đầu đến cuối thì buồn lắm. Rồi, ok chưa? Đấy, thì để thầy có trong tuần cuối này thầy sẽ cố gắng cho bạn tạo thi thử tầm khoảng 2 đề nữa nhá, 2 đề nữa. Ôi chưa, tuần cuối này thì chắc là tối thứ tư thầy sẽ tổ chức bạn, tối mai hoặc là tối thứ tư thầy sẽ tổ chức bạn thi một đề nữa nhá. Từ giờ đến trong tuần này sẽ có 2 đề nữa, thì cái lịch thì chắc là thầy sẽ phải sắp xếp lại đó. Lịch tuần cuối thì cũng hơi bận một chút, thế là các bạn cố gắng ủng hộ thầy một cách like share biết nhiều hơn nhá. 500 này, lấy 500 để share cho các bạn cái bộ đề siêu chất. Ôi chưa nhá, bộ 12 đề này đấy, bao giờ lên 500 mới xem được, chứ còn view dưới 500 thì xem sao được. Ok chưa? Đấy, các bạn comment đa bên dưới nào, để cái lượng view nó đông đông được một chút xíu mình mới bắt đầu chữa được nhá. View vẫn còn yếu đuối này à. View vẫn còn yếu đuối hôi nách lắm. Ok chưa? Đấy. Câu số 1 nào, câu số 1 nào nhá. Đấy, lên 500 các bạn comment đa nhiệt tình bên dưới nào để khởi động câu số 1. Cứ từ từ, cứ từ từ, hôm nay full 50 câu luôn nhá, với quẩy học liver với quẩy khô báo luôn. Ok chưa? Các bạn thấy cái đề này đề số 1 chưa? Đấy, đề này trích trong bộ 12 đề của thầy nhá. Thì view nó phải lên được 500 thì mới xe được cái bộ này nhá. View hôm trước nói mãi hôm trước lên được 470 tụt tự đòi về lấy vợ hết rồi mấy ông thì buồn lắm. Ôi chưa? Đấy, còn học với nhau có hơn một tuần nữa thôi mà tiếc nhau mấy cái xe thì quẩy khô máu nói lã mồm là hơn 3 tiếng đồng hồ ấy. Chưa xong cái đề mà tiếc cái xe thì buồn lắm. Ôi chưa? Đấy, thì chúng ta chỉ còn học nhau tầm một tuần nữa thôi nhá. Thầy sẽ cố gắng các bạn thi 2 lần nữa, thi 2 lần nữa nha. Đấy, các bạn nào đã thi 2 lần trước rồi thì biết được những cái đề của thầy. Hôm nay đề số 4 rồi đó, đề này đề thứ tư rồi nhá. Đấy, các bạn biết được những cái đề thầy chuẩn bị các bạn nó khá là chất và sát, đúng chưa? Đấy chưa nhá, cái bộ đề cái bạn thầy chọn đề lom do mình vứt cho bạn ném bừa bạn thi đâu nhá. Lọc rất kỹ, lọc đáp án rất kỹ, sau đó thì cấu chuẩn cấu trúc rất kỹ rồi để xem bạn để thi thử nó ok luôn nhá. Đấy, thì chúng ta phải làm những cái đề nó chuẩn ấy thì đi thi nó mới tự tin được, ok chưa? Cho đi thầy ơi, mẹ mấy cái bọn lom rom mới hôi nách để xem bài thì không xem, toàn đòi xem lại xong rồi view lẹt đẹt này thì làm sao mà xem được nhá. Cái gì cũng có quan hệ qua lại. Ôi chưa, đấy chúng ta bảo thầy khô máu mà chúng này lom rom này thì buồn lắm. Ôi chưa, câu số 1 chưa, câu số 1 chưa, nó lã mồm nãy giờ đã lên được 300 đâu mà đòi quẩy đấy. Ôi chưa nhở, câu 1 chưa nhở, câu 1 câu lên giấy nào, chán lắm à. Đúng rồi, cái bọn lòng do mới hôi nách đấy, mới gặp mấy câu đã đòi về
chăn bò với lấy vợ hết rồi thì học hành cái gì nữa à? Tuần cuối rồi, tuần cuối rồi. Ok, thôi chiến luôn thôi nhá. Chiến luôn thôi. Câu số 1 này. Câu số 1 câu này nó hỏi cái gì? Tọa độ điểm biểu diễn số phức này nhá. Chưa lên 300 nhưng mà thôi kệ đi, mấy bọn hồi nay thì đứa nào học được thì học, thầy cũng chả thiết tha nữa. Ôi chà, chiến luôn này nhá. Mấy bọn lòng ròng hồi nay này thì thằng nào học được tuần cuối thì chiến kho báu luôn này. Câu 1 chưa? Đây, 2 cộng 5 y này, số phức điểm biểu diễn nó là 2 năm thôi. 2 năm thôi, 1B chưa? Từ từ á. Điểm biểu diễn số phức liên hợp nhá, cái này đọc kỹ đề bài nào. Đấy, đọc sót chữ liên hợp cái này, đấy, ôi chưa? Đọc sót chữ liên hợp cái là quanh B là lom do này, có này phải A nhá. Con này 1A chưa? Đây, số phức liên hợp này. Không lại đọc qua qua nhìn ấy, sẽ thấy rét cái quanh B sướng quá đẹp trai luôn. Đấy, ôi chưa? Nhá. Đẹp trai xong rồi về chăn bò luôn. Ôi chưa? 1A nhá, 1A nhá. Thằng nào B về chăn bò đấy, khởi động con số 1 tự về chăn bò đấy này. Ôi giời ơi, ok chưa? Đấy, mấy thằng B về chăn bò hết rồi. Khởi động con số 1 chưa? Ok, lên đầu 3 thế này nhá. Đây phải lên đầu 5 mới xét bộ 12 đề nhá. Đấy, comment biên đảo vào. Ôi giời. Nhìn thấy chữ liên hợp chưa? Đọc đề bài kỹ vào nhá. Không này, mấy câu đầu mấy thằng này cứ nho nhoi là mấy cái câu khó xong mấy câu dễ mặt hết lên, mặt hết lên đọc không đọc là kiểu gì kiểu khoanh B mà xem. Ôi giời. Rồi tiếp tục kia nhá, tiếp tục kia. Thuyết nữa, xin là chăn bỏ á. Cái này mồi thôi, mồi thôi. Mồi câu một thôi mà mấy thằng đã chăn bỏ theo này, có chưa? Đấy, mồi câu một B xong rồi mấy thằng đã chăn bỏ theo này, có chưa? Câu một phải A nhá. Đọc sót chữ liên hợp cái là mắt liếc liếc qua cái là chết này. Có chưa? Câu hai chưa? Câu hai chưa? Câu hai này. Có ai chưa? Diện tích xung quanh hình trụ. Rồi, cái này ở quanh bọn lom rom thì thầy lom rom theo mấy bọn hồi nách. Ôi trời, tiếp tục này. Câu 2 đáp án nào thì đẹp ra nhỉ? Câu 2 chưa? Cho hình trụ bán kính đáy 3 nhá. Trụ bán kính đáy 3 chiều cao 4 này. Chiều cao 4 chưa? Bán kính đáy bằng 3 này. Nhá, L bằng 3. Cái này thì giờ diện tích xung quanh hình trụ không nhớ công thức thì hơi phí đúng chưa? H nhân 2πr nhá. 2πr lắp vào H bằng 4 này. L bằng 3 ném vào thôi 4. 42 là 8, 38 là 24 pi. Câu 2A đẹp ra luôn này, 2A đẹp ra luôn. Ôi chưa? Rồi, tiếp tục nhá. 2A này. 2A chưa? Đấy, mới lên đầu 3 thôi. Nay phải lên đầu 5 nhá, xem bộ 12 đề nhá. Chúng bạn cứ chọn mấy cái đề linh tinh trên mạng làm xong rồi về hỏi toàn mấy cái câu lom rom nhá. Ôi chưa? Dạo này toàn thằng hỏi thầy toàn mấy câu lom rom vớ vẩn thì thầy không líp đâu nhá. Ôi chưa? Mấy câu nào thầy thấy chuẩn chuẩn thì mới líp thôi, còn mấy cái câu mà hỏi mấy cái đề lom do mà thầy không lép đâu. Ôi chưa? Tiếp tục này, có ba chưa nhỉ? Có ba chưa? Nguyên hàm của sin trừ 4 x mũ 3 này mấy mấy câu đầu thì khởi động nhẹ nhàng nó bon bồm đã. Ôi chưa? Đấy, sin trừ 4 x mũ 3 này nguyên hàm nhá. Nguyên hàm của sin bằng cái gì? Đấy thì nguyên hàm của sin là bằng trừ cos. Còn nguyên hàm của trừ 4 x mũ 3 thì nó ra được ngay là gì nhỉ? Nó ra được ngay là x mũ 4 là gì nữa? Ra ngay x mũ 4 nhá. Thì đây nó là trừ cos trừ đi x mũ 4 thôi. Câu 3C cho, 3C đẹp lại luôn. Đấy thế thôi nhá. Câu này giờ không khoanh được nữa thì về chăn bò nhá. Đấy câu 2, câu 3 giờ không làm được nữa thì nhìn khoanh được ngay C rồi nhá. Ôi chà, đấy comment đã nhiệt tình không chút xíu nữa nào. View vẫn còn yếu lắm, view vẫn còn 300 như này làm sao mà. Tuần cuối rồi thì quẩy khô máu lên nhá. Đấy phải tác đồng đội vào, nhiều khi thi xong thì mất hút. Hẹn nhiều khi đi học thì gặp nhau thì thân thiết lắm, đến lúc thi xong rồi thằng nào thân thằng đấy nó hỗ trợ đấy, gọi lủ ọp xong rồi nhóm có 5 thằng thì lủ ọp xong rồi tam được vài ba thằng hỗ trợ lại mất hút hết. Nhưng mà đấy sau sau thi xong rồi lủ ọp xong mất hút hết hỗ trợ. Rồi câu số 4 này, câu số 4 chưa, 4A nào nhá. Thể tích vật thể tròn xoay nhá, khi xoay quanh trục hoành à, xoay quanh trục hoành chưa, trục hoành này, cái này thì diện tích của tích, cái này là thể tích nhá, pi F bình. Có chưa? V bằng tích phân của Pi F bình. Pi F bình chưa? Pi F bình giờ thấy cận ở đây này. Cận đây chúng ta lấy từ phương trình hình độ giao điểm này, trục hoành y bằng 0 này. Cận thì giải ra phương trình bậc 2 này. 1922 nhá, phương trình bậc 2 số là được là 2 này -1 -1 chưa? Đấy. Ok. Rồi. Nghiệm là -1/2 1. -1/2 1 thì lấy cận từ -1/2 đến 1 thôi. Đấy. Thế vào bấm máy tính thôi nhá. Thể tích vật thể này. PFB nhá, giờ bây giờ thể tích vật thể thằng nào không nhớ công thức nữa thì về chăn bò nhá. Mấy câu đầu này mà không khoanh được nữa thì về chăn bò nhá, học ngu chó đấy. Ôi chưa, tích phân này, các bình chưa, các bình nhớ thế vào đây đây hai x bình nhá, trừ đi x này, trừ 1, thế cận rồi thầy này,
từ trừ 0,5 nhé, đến 1 thôi, trừ 0,5 đến 1, được chưa? Đấy, ra âm 9 phần 8 chưa? Ơ từ từ á, cái này phải trị ép bình chưa? Cái này ép bình nhá, thầy bấm thiếu, thiếu thiếu. Ok chưa? Ép bình nhá. Ép bình, ép bình. Bình phương này. Pi ép bình nhá, đấy. Rồi, 81 phần 80, 81 phần 80 thêm pi nữa, C nhá, pi ép bình, pi ép bình nhá. Đấy, 4C chưa? 4C đập tay rồi. Đấy, thế thôi. Ok chưa? V bằng pi tích phân từ trừ 1 phần 2 đến 1 của ép bình nhá. Đấy, câu 4 lom dom thôi, 4 lom dom thôi. Câu 5 nào? Câu 5 giá trị lớn nhất trên đoạn này. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn nhá. Ok chưa? Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn này, câu này thì vẽ bảng biến thiên ra thôi. Vẽ bảng biến thiên này này nhá. Cái thằng x trừ 2 này nó là bình phương này thì thầy vứt đi nhá, này không ảnh hưởng đến dấu F phẩy đâu nhá, không ảnh hưởng đến dấu F phẩy đâu các bạn. Vẽ bảng biến thiên ra biết ngay mà, F phẩy này, F này, ok chưa? Sẽ có dấu như sau này nhá. Thầy có những cái thằng đây là không này. Không này. 23 023, ok chưa? Đấy, thầy làm tại ba điểm này thì F phẩy bằng không nhá. Nhưng mà dấu thì nó sẽ chỉ ngoài cùng trong khác thôi. Ngoài đây là âm, âm này, còn trong khoảng 0,3 thì nó dương dương như này này, được chưa? Thì dấu của Fx nó sẽ kiểu này giảm này, tăng rồi, giảm như này này. Và nó bảo là gì nhỉ? Giá trị lớn nhất trên đoạn 0,4 nhá. Giá trị lớn nhất trên đoạn 0,4 nó thì nó bằng F tại 3 này. Nó bằng F tại 3, được chưa? Đấy, bằng F tại 3 nhá. Rồi đây chỗ này này, 0,4 nhá, 4 đây này. 0 thì 4 thôi thì nó mắc nó bằng F tại 3 thôi nhá. Ok, câu này ra 5C luôn này, 5C luôn, được chưa? Đấy. Rồi. Tiếp tục nha, tiếp tục nha. Đấy, mấy câu đầu khởi động xúc miệng nhẹ nhàng thôi nhá, vẽ bảng biến thiên ra biết ngay mà. Rồi, câu 6 này, câu 6 chưa? Số nghiệm phương trình Fx bằng 3 chưa? Số nghiệm phương trình Fx bằng 3 này. Tiếp tục chưa nhỉ? Tiếp tục chưa? Đấy, phải có một nhiệt tình vào, các bạn bè chấm gió nó mới ok được. Mấy câu lom do này phải nhẹ bút này nhá, ôn luôn này nhá. Đấy, càng câu dễ càng phải đọc kỹ đề vào, không là chết đấy nhá. Sai ngu. Rồi, sai ngu. Ôi chưa? Đấy. Đến giờ này mà còn sai ngu thì phải công nhận là mình ngu thật đi nhá. Đến giờ này còn sai ngu thì công nhận ngu thật đi nhá. Mấy câu đầu này còn sai thì còn hôi nách lắm. Câu 6 chưa? Câu 6 chưa? Câu 6 đã nào? 6 ạ. 6 đã nào? Nay còn chưa lên nổi đầu 4 này. Này còn chưa lên nổi đầu 4 thì làm sao mà xe bộ 500 đề được nhá. Ok chưa? Tiếp tục chưa? Tiếp tục chưa? Nhá. Đấy, mặc dù rất mệt cho nó phải quẩy cô máu luôn. Ôi chưa? Cô 6 chưa? Cô 6 này, Fx bằng 3 chưa? Đây, đường ra đường thẳng y bằng 3 nhá. Đây, đồ thị Fx như này. Số nghiệm phương trình này bằng số ra điểm của đường thẳng y bằng 3 với đồ thị Fx thôi. Hai điểm chưa? Đấy, B luôn này. Nhìn này. Ôi chưa? Đấy, câu lòm do này có gì đâu, đúng chưa? Đấy, cho cắt nhiệt tình tại hai điểm này. Nhanh xíu quá. Cứ từ từ gì mà đi đâu mà vội, kiểu gì kiểu này chở full 50 câu nhá. Thầy chưa thì nói để cho thầy thở chứ mẹ mấy cái bọn lom rom hôi nách này, ôi chưa, nói phải từ từ thì mới nghe mới hiểu được, bắn tốc độ mấy câu đầu thì làm sao mà nghe ra cái chữ gì nhá. Đấy, đầy thằng còn đang lom rom ngay câu đầu tiên hôi nách kìa kìa nhá. Học ngu mấy học thì ngu, cứ tăng tốc lên đi thầy, mẹ mấy cái bọn hôi nách. Câu 7 chưa? Câu 7 chưa? Nhá. Đồng biến đây này. Đồng biến chưa? Nhìn thấy đồ thị nó tăng trên hai phần chưa? Đấy, âm 1 đến 0 này, nhá, có hai phần âm 1 đến 0 là luôn tăng này, và 1 đến dương vô cực. Đấy, 1 dương vô cực, nhá. Có hai phần đồ thị nó luôn tăng rồi. Xem đáp nào nhá. 7 đáp nào. Rồi. Ok chưa? Này phải update, ok chưa? Đấy, nóng bức cái này, mẹ toàn bọn hôi nách. Rồi, tiếp tục này. Đáp án này, đấy âm 1 đến 0 đẹp ra ngay đáp án đầu tiên này, ok chưa? Nhá, thấy khoảng âm 1 đến 0 luôn tăng này. Rồi, tiếp tục 7A nhá. 8 đáp án nào nhỉ? 8 đáp án nào? Đây, 8 nhìn đọc kỹ đề vào. 8 thằng nào khoanh lệch thì về chăn bò nha, ok chưa? 8 câu này còn khoanh lệch thì về chăn bò này, nhìn cái đồ thị có cái gì đâu, đúng chưa? Tìm M để cái phương trình Fx bằng M có ba nghiệm phân biệt chưa? Có ba nghiệm phân biệt đây này, câu này nhìn nhiều thằng về chăn bò này nhá. Tám đáp nào, tám đáp nào nào, tám đáp nào, khỏi nhiệt tình bao chăm gió này, comment điên đảo luôn mới ok được, thì mấy câu đầu thì có gì đâu, chưa có gì cả nhá. Đấy, câu 8 chưa, câu 8 chưa, mấy câu đầu này mà còn lom rom thì phải học, phải xem lại nhá. Đấy, phải làm đề, phải làm từ đầu đến đuôi, làm từ đầu đến đuôi nhá. Tương giao chưa, đây này thầy, tương ra phải vẽ cái đồ thị nó kỹ kỹ ra một chút,
Thế thì cái dòng sút nó cắt tại ba điểm chưa, cắt tại ba điểm này này đấy, thì nó mới ra được vấn đề nhá. Có chưa? Thì đây để nó bảo có ba nghiệm chưa, tương giao thôi, đường thẳng y m này nó phải cắt tại ba điểm nhá, y bằng m phải cắt tại ba điểm. Thì ở đây em sẽ cho cái gì nhá, cho ngay cái thằng m nó sẽ chui trong khoảng 0,3 thôi, m lớn 0 nhỏ 3 thôi nhá. Đấy, m nó chui trong khoảng 0,3 thì mới cắt được 3 điểm được. Ôi cho lấy mấy giá trị m nhá, m này 2 thôi, hai giá trị m thôi nhá, 8D thôi. Đấy, có mỗi m 1 thì bằng 2 thôi nhá. M không không lấy đâu nhá, m không không lấy đâu, vô cực cái này. Đấy, tức là giới hạn nó mới tiến đến 0 thôi. Ôi chưa? M bằng 0 không lấy đâu nhá, lấy mỗi 1 với 2 thôi. Nhá, thằng nào lấy 0 là hôi nách cái này, lom rom lắm. Ôi chưa? Rồi. D. Nhá, 8D. Không thấy rõ á? Không thấy rõ thì trời ơi, Phú Dương Ninh sai cởi chuồng ngủ. Mày cởi chuồng thì thằng nào nó nhìn thấy, kệ lom rom ai kiểm chứng được. Ôi, tiếp tục này. Tiếp tục câu 9 chưa? Mẹ. Xe thì không xe, toán đo xem lại xong rồi. View thì lom rom này, mấy cái bọn. Ôi chưa? Tiếp tục câu số 9 này, câu 9 này nhá. Câu 9 thằng nào đó? Đấy, câu số 9 chưa? Điểm nào dưới thuộc đường thẳng D này nhá. Điểm nào dưới thuộc đường thẳng này, giờ điểm thuộc đường thẳng 1 không 7 ra được đáp án nữa, thì câu này về bò nó chăn nhá. Câu 9 câu này. Đấy, câu 9 nó không quay được đáp án nữa thì về trình độ này chưa đủ để trình độ chăn bò. Câu 9 này nhá. 1 âm 3 4 chưa? Câu này về 9 này nhìn phát phải khoanh ngay C rồi, lại cái đâu được nhá. Chộp ngay để nó phí. Dạy thêm Casio ha. Dạy từ đầu năm rồi, đi vào mon mon từ đầu năm rồi còn gì nữa. Giờ đến thời điểm này quất đề thôi, còn chuyên đề cái gì nữa nhá. Rồi tiếp tục này. Câu 10, câu 10 vector chỉ phương nhá, vector chỉ phương nhá. Vector chỉ phương nhá nhá. Câu 10 này. View bạn đã lên được đầu 4 đâu, hôm trước còn lên được 450, hôm nay mới có quanh quẩn đầu 3 còn hôi nách lắm. Đấy. Ok chưa? Dạy từ tối giờ về vẫn còn phải quất hơn 2 tiếng này mà bọn này vẫn còn lon ton lắm. Nào, xem bài nhiệt tình hộ dùng thời một chút xíu nhá, quẩy với nhau hết đề này còn hai đề nữa thôi nhá. Trong tuần này thì sẽ cố gắng sắp xếp bạn hai đề nữa, thi hai đề nữa nhá, thi hai đề nữa đấy, khô máu luôn, thi hai đề nữa và chữa hai đề nữa đến lúc thi luôn trong tuần này nhá. Đấy, còn sang tuần sau là thầy tắt máy, không có, sang tuần sau là bọn mày đi thi rồi, là đừng thi xong về đừng có hỏi đề ở biết gì nha, không có thầy ngoài vùng phủ sóng luôn nhá. Thi xong là phải đi chơi một tuần, ôi chưa? Còn lại thì tuần này thì quẩy được thì phải khô máu luôn đi nhá. Ok, câu số 10 này. Vector chỉ phương chưa? Vector chỉ phương thì này thì nhắm mắt phải khoanh được nhá, cái cụm bên dưới này. 3 2 âm 5 chưa? 3 2 âm 5, câu này số 10B rồi nhá, 3 2 âm 5 này. Thằng này câu này mắt lé phải khoanh được này, ôi chưa? Câu 11. Câu 11 xếp đây này nhá. Đấy, ấp có bài toán xếp vị trí thôi mà, nhiều thằng thấy học từ lớp 1 lên cái lớp 12 rồi mà còn không biết xếp. Xong rồi về bảo kêu đề khó, về đề khó này nọ về em chăn bò đây toán bọn hồi nách. Câu 11 chưa, 11 chưa nhá, lòm dòm quá. Tiếp tục này, 11 chưa nhá, 11 chưa, xếp vị trí này đây này, có bốn cháu nhá, có bốn cháu xếp vào bốn vị trí này, thấy một hàng ngang có bao nhiêu cách xếp đấy, xếp bốn cháu vào bốn vị trí. Ôi chưa? Thì ở đây nó là bốn giai thừa nhá, bốn giai thừa. Ôi chưa? Xếp bốn cháu bốn vị trí là bốn giai thừa, cách bấm mới tính ra được bao nhiêu nhá, bốn giai thừa nhá, bốn giai thừa này. Ok chưa nhỉ? Rồi bốn giai thừa này ra ngay bằng 24 chưa, bốn giai thừa bằng 24 nhá, coi ra được đáp án 11A chưa. Đấy, giờ xếp bốn thằng ở bốn vị trí, không nhớ cách xếp nó thì mắc lom do nhá. Xếp bốn đứa là bốn vị trí thì là bốn giai thừa nhá, mấy cái phần này thì công thức lom do thôi, chả có gì cả đâu. Ôi chưa? Đấy, 11A chưa, 11A chưa, 12 nào, 12 nào. Ôi rồi ôi, cái ông lom do mày toàn văn minh này. Đã câu 50 rồi, mẹ thằng hôi nách. Về về bò chăn, ôi chưa? Đấy. Tiếp tục này, câu 12 nào, câu 12 nào. 12 chưa? Câu hình lom do mày chưa có gì cả. SA vuông phải đấy chưa? Đấy, nhìn thấy người quen này. Đấy, nhìn đi thi nhìn thấy câu hình mà bắt được SA vuông cái mặt thẳng đáy là phải chộp luôn để thằng khác nó hớt mất. Được chưa? SA vuông đáy, đáy hình vuông nhá. Vẽ thầy cái khung thôi, chiến luôn này. Đây, khung như này đi. Đây là S này. A này, B này, C này, D chưa? Rồi. SA ở đây là đáy hình vuông cạnh căn 3 này. SA bằng căn 6, SA bằng căn 6 nhá. Thể tích của cấu chóp đã cho của này thì 1/3 con này không cần vẽ hình ra rồi, đúng chưa? 1/3 nhân chiều cao là SA nhá, căn 6 này.
Đấy, nhân diện tích đấy chưa? Đấy, vuông cạnh căn 3 thì nó chính là bằng căn 3 bình phương. Được chưa? Đấy, ra ngay là bằng bao nhiêu nhỉ? 3, 3 rồi hết rồi. Thể tích bằng căn 6 thôi. Thể tích bằng căn 6 thì lệch đi đâu được nữa? 12. Lẽ phải quanh được A rồi nhá. Đấy, vứt hết A đi tính cho nó nhẹ nhàng nhá. Vứt hết A đi tính cho nhẹ nhàng, nhưng còn không thì lại lom rom nhá. Cái này, cái đây là A bình như này. A bình nó không thể ra thể tích được nhá. Thể tích là bắt buộc phải A mũ 3, đúng chưa? Rồi, tiếp tục này, 13 chưa? 13 chưa? 13 loga cơ số 5 của A nhân với B mũ 5 này, câu này tách ra thôi, cho A B dương rồi thì cứ tách ra mà chiến thôi nhá. Đề gửi cho từ hôm qua rồi nhá, đề gửi cho từ hôm qua rồi gì nữa nhá, thi thử chán chê rồi còn hỏi thầy đề đâu rồi gì, buồn chết. Tiếp tục này nhá, thầy đang xem hai màn hình chất độ full HD còn gì nữa, full HD rồi nhá. Thằng nào thấy 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 không nét thì xe về thoát ra rồi vào lại nhá, do chất lượng mạng bên em nó không được ổn định thôi, đúng chưa? Rồi tiếp tục này, tiếp tục này, câu nào thấy mờ thì xem đi vờ nó thế thôi nhá, đúng chưa? Câu 13 này nhá, câu nào thấy mờ mờ thì tí nữa xem lại sẽ full HD thôi. Câu 13 chưa, 13 chưa, câu nào chưa kịp xem thì tí xem lại nhá. 13 này tách ra thành hai loga thôi, cái này biến đổi cơ bản này lom dòm lắm phải làm được rồi. Loga cơ số 5 của A này tách ra thành tổng, đúng chưa? Loga tích tách thành tổng này. Loga cơ số 5 của B mũ 5, B mũ 5 thì ném thằng 5 ra ngoài loga, còn 5 loga thằng này này. Đáp án nào nhá? Câu số 13 C nhá, đây này. Đó, C đẹp ra rồi, đúng chưa? Tách ra thành hai loga thôi, rồi cái số mũ thì đưa ra ngoài loga xong luôn. 13 C nhá, 13 C, 13 thì không cần bấm máy đâu nhá, 13. Nhiều thằng còn lom do mà không nhớ công thức câu số 13 nữa thì về chăn bò nhá. Đúng chưa? Tiếp tục này, 14 này. Tập nghiệm phương trình này à? Tập nghiệm phương trình này thì đây ra ngay có gì đâu, một thì bằng 3 mũ 0 đúng không, một 3 mũ 0 rồi vứt ngay 3 hai vế đi, ra ngay x bình này trừ đi 4x cộng 3 chưa, bằng 0 nhá. Này nhẩm nhanh ra hai nghiệm 1 3 này, ôi chưa, lom dòm lắm phải nhẩm nhanh được nhá. Ok, câu số 14 B rồi, 14 B rồi nhá. Câu này trình cơ bản thôi, ôi chưa, mấy câu chăn bò này thì thầy chữa nhanh một chút xíu nhá, để thời gian chữa những câu để thời gian chữa những cái câu nó khó hơn một chút xíu, ôi chưa, 15 chưa. Đấy, mấy câu đầu cứ vừa làm vừa làm vừa đọc đề nó kỹ kỹ một chút. 15 này, phương trình bậc 2 thôi, mốt 9 này, cái này auto casio nhá, mốt 922 chưa, 922 hệ số lần lượt này, 1 này trừ 4 này trừ 4 chưa, 5 này. Đấy, ra hai nghiệm lưu ẩn A nhá, nghiệm ra lưu ẩn B đi, rồi bấm máy tính của thầy thôi, vào mốt 2 này và bấm mô đun z một bình chính là mô đun của A bình, chỉ đối của A bình nhá, chỉ đối của A bình phương này. Đấy, cộng với lại mô đun z 2 bình chưa, là chỉ đối A B bình, chỉ đối của B bình, được chưa? Đấy, bình phương này ra ngay bằng 10 nhá, 10. Đấy, 15 B rồi, 15 thằng nào khoanh lệch thì hơi phí này. Ok chưa? 16 tích vô hướng hai vector này, nhân nó vào gì nữa nhá, 16 tích vô hướng hai vector nhân nó vào nhá, nhân vào thôi, giờ không nhân được nữa thì về chăn bò. 16 này 3 nhân 5 5 chưa, 3 nhân 5 5 này cộng với lại gì nhờ, 2 nhân với lại 2 bằng 4 rồi, cộng với tiếp 1 nhân với trừ 4 là trừ 4 rồi, âm 15 16 A chưa. Đấy, thế thôi, thế thôi, cứ chiến nhẹ nhàng luôn. 17 này nhá, 17 đường thẳng đi qua vuông góc với B chưa, có mà nhiệt tình hơn một chút xíu thì nữa thế nào nhá, trả nhanh lên á, để nhanh lên thì làm sao mà mấy bọn ngồi nách lòm dòm này cứ từ từ mà chiến, làm sao mà phải nhanh vội, ôi cha kiểu gì kiểu này trả full 50 câu. 17 này nhá, xong rồi đi thi cứ nhanh lên nhanh lên, xong rồi đi thi mẹ đề không đọc rồi sai sắp bàn lìn ra, ôi cha. 17 này A à, cho điểm A với mặt phẳng B chưa, đường thẳng đi qua vuông với B, đường thẳng này đi qua và vuông với B nhá, đi qua vuông với B thì nó nhận luôn pháp tuyến của B làm chỉ phương chưa, mà đường thẳng có điểm với chỉ phương rồi thì lệch đi đâu được nữa nhá. Đấy, lấy luôn pháp tuyến của P làm chỉ phương nhá. Đấy, thằng đường thẳng cần tính lấy luôn pháp tuyến của P làm chỉ phương này, điểm thì nó là 1 2 3 rồi, nhưng mà pháp tuyến đây 3 trừ 4 7, 3 trừ 4 7 nó ra đâu nào nhá, 3 trừ 4 7 câu này ra được 17 B ngay rồi, đây này 3 trừ 4 7 này cũng thằng này thôi nhá, mỗi thằng này thôi. Ok, 17 B rồi, 1 2 3 với lại 3 trừ 4 7 câu này lệch đi đâu nữa. 17B này, 18 chưa? 18 mấy câu cộng trừ cơ bản này chưa có gì cả. Đây này, nó cho tích phân từ 0 đến 2 bằng 5 đúng không? Tích phân từ 0 đến 5 bằng âm 3, nó bắt tính tích phân từ 2 đến 5 này. Đây, cộng vào thôi.
tích phân từ 0 đến 2 này cộng với lại tích phân từ bao nhiêu? 2 đến 5 thì nó bằng tích phân từ 0 đến 5 thôi nhá. Đấy, thế vào thầy nó hỏi thằng này này, hỏi chấm cho này bằng bao nhiêu? Cho thằng này bằng gì nhỉ? Để cho bằng âm 3 này, để cho bằng 5 chưa? 0 hàng 5. Rút ra này bằng âm 3 trừ đi 5 ra là âm 8 còn gì nữa? Âm 8 nhá, C. Đấy, thế thôi. Tổng hai tích phân có gì đâu nhá, tách ra. Đấy, nó hỏi tổng chán rồi, giờ nó hỏi hiệu nhá, hỏi tổng chán rồi nó hỏi hiệu thôi. 19 này. 19 chưa? E bằng loga cơ số 3 của 4. Khi đó loga cơ số 16 81 bằng bao nhiêu? Câu này bấm máy tính cho nó nhanh còn gì nữa, bấm máy tính cho đỡ nhầm nhá. Loga cơ số 3 của 4 lưu ẩn A này. Được chưa? Lưu ẩn A nhá. Lưu ẩn A rồi thì bây giờ bấm thôi, loga cơ số 16 này của 81 chưa? Trừ đi đáp A này. Đáp án A chưa? A phân số A chia 2. Đáp án A nhá, trừ đi A chia 2 này. Đấy, mấy câu này thì cứ từ từ mà chiến thôi. Khác không rồi, loại A chưa? Đáp án B là 2 chia A này. Đáp án B là 2 chia A nhá. Đấy, câu này phải là 2 chia A này. Đây. Ok bằng 0 luôn. Đấy, 19 chốt ngay B làm gì nữa, lệch đi đâu được, đúng chưa? Đấy, cứ thế mà chiến thôi. Rồi, ok. Đấy. Mấy cái bọn này cắn ngay cả hồi lách thì view từ 300 bây giờ tụt xuống còn nó đầu hai rồi, có chưa? Đấy, phải chạy xe là nhiệt tình vào mấy câu cuối mới có động lực để quẩy được nhá. Comment nhiệt tình vào nhá, còn học với nhau có hơn tuần nữa thôi. Đấy, 20 chưa? 20 chưa? Nhá. Cắn ngay càng lom dom càng hồi lách thì làm sao mà thi được, có chưa? Đến câu 20 rồi tụt về lấy vợ thì chán lắm. 20 này, U1 đồng 3 quy bằng 1/4 chưa? Tính U3 nhá. U3 thì câu này cấp số nhân rồi thì thế vào gì nữa? U3 thì bằng U1 nhân với lại quy bình nha. Đấy, chiến luôn, bấm luôn thôi. U1 cho bằng 3 này, nhân với cái gì? Nhân với lại 1 chia 4 này. 1 chia 4 bình phương nhá. Ra 3/16 chưa? Câu này B chưa? Đấy, lom dom lắm phải quanh được B nhá. Rồi, tiếp tục này. Rồi, nhầm là chết rồi, nhầm là chết rồi. Ok chưa? Mấy thằng này. Đấy, mấy câu đầu nhầm là chết rồi, mấy thằng. Nhầm là thằng khác nó đẹp trai hơn rồi, ok chưa? Thì thử tiếp á. Thì thử tiếp thì chắc là tối mai hoặc là tối ngày kia nhá, có gì thầy sẽ đăng trên Face cho cứ follow Face thầy với để chế độ xem trước ấy, thì thầy sẽ đăng cái lịch thi thử với lại cố gắng là đăng trước các bạn để chúng ta căn giờ thi cho nó chuẩn nhá. Ôi chà, thời gian này thầy bận quá, ôi chà. Rồi tiếp tục này, nói mòn mồm từ sáng giờ về mẹ mấy bọn hôi nách nó còn tiếp bài cái xe này, có chưa? Ví dụ yếu đuối này sao lên được đầu năm đấy, cứ đòi bộ 12 đề view buồn chết thì được. 21 cho điểm y này mặt thẳng p chưa, mặt cầu s này tâm y tiếp xúc của mặt thẳng p và phương trình là nhá. Mặt phẳng tiếp xúc thì ở đây tìm mỗi l thôi, tìm mỗi l thôi nhá. L ở đây nó chính là bằng khoảng cách từ y đến p gì nữa, nhìn thấy tiếp xúc chưa? Tiếp xúc này đấy, l bằng khoảng cách từ y đến p nha, bấm thôi. Giờ khoảng cách từ điểm mặt thẳng còn nhớ công thức nữa thì về cho bò nó chăm nhá. Đấy, về cho bò nó chăm, thế vào hay chưa? Ở đây là 2 nhân 5 nhá, cộng 2 y này là 2 nhân 2, 2 nhân 2 cộng với z là trừ đi 3 đấy, z là 3 chưa, cộng 1 mẫu này căn bậc 2 chưa, mẫu là bằng 9 rồi, mẫu nhìn biết ngay 221 mẫu 9 chưa nhá, cặp này 221 thì mẫu 9 rồi. Ok, khoảng cách ra được bằng 4 rồi, 4 rồi, lần 4 lớn 4 thì vế phải 16 rồi, 16 có mỗi 2 AC thôi, Y ở đây rồi thì con này A rồi, 21A nhá. Đây này, Y với R ra rồi thì không khoanh được nữa thì đáp án nữa thì về cho bỏ nó chăm nhá. Tính ngay R rồi mà còn khoanh lệch nữa thì ok chưa? 21A nhá. Tiếp tục này, 22. 22 thì cái này phải giải bình thường nó có gì đâu nhá, điều kiện cho cái thằng này. Ở 1 thì nó chính bằng loga cơ số 10 của 10 chưa? 1 bằng loga cơ số 10 của 10 nhá. Đấy thì vứt loga hai vế đi này, 10 lớn hơn 0 rồi nhá. 10 cái thằng 10 10 lớn hơn 1 rồi vứt đi. Dấu bằng thức không đổi chiều nhá. X bình này trừ đi 4x cộng với 5 nó phải lớn hơn 10. Thì đây đó tương đương với lại x bình trừ đi 4x cộng với lại trừ đi 5. 5 trừ 10 ra trừ 5 lớn hơn 0 chưa? Bấm máy tính thôi, phương trình này ra được bao nhiêu nghiệm nhá. 1 9 2 2 chưa? 1 này trừ 4 này trừ 5 nhá. 5 với âm 1, 5 với âm 1 nằm ngoài ngoài khoảng nghiệm rồi thì ở đây nó sẽ là x lớn hơn 5 hoặc là x nó sẽ nhỏ hơn âm 1 đấy. Lớn hơn 5 hoặc nhỏ hơn âm 1 thì câu này ra được đáp án D chưa? 2 D nhá. Được chưa? Đấy, thế thôi, chuyển luôn này. Rồi, câu 22 vậy mà nhiều thằng vẫn về quê chăn bò này nhá. 22 nhiều thằng vẫn về chăn bò này.
hai ba chưa, cho hình nón này thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân chưa nhá. Đấy, tiếp diện qua trục là một tam giác vuông cân này, có cạnh góc vuông bằng 2, có cạnh góc vuông bằng 2, thể tích của khối nón đã cho bằng bao nhiêu, thì câu này thì vẽ ra thôi. Cái nón này này, nón này đơn giản thôi nhá, tam giác vuông cân chưa, vuông cân này thiết diện qua trục tam giác vuông cân, có cạnh góc vuông bằng 2 thì đường sinh nó bằng 2 đấy, đường sinh bằng 2 nhá. Tính cho thầy cái thằng thể tích này, thể tích này phải tìm được h, tìm được h với r, thì thể tích ở đây h bằng r, bằng nhìn biết ngay rồi nhá, tam giác vuông cân chưa, thì đây h đây này, h bằng r này bằng căn 2 chưa, h bằng r bằng căn 2 đây nhá, thấy chưa, đây này 2 đây, h bằng r bằng căn 2 rồi nhá, nhẩm ra rồi thấy chưa, tam giác vuông cân này này. Chúng ta tìm được cạnh huyền chưa, cạnh huyền bằng 2 căn 2 nhá, cạnh huyền là 2 căn 2 thì r bằng căn 2 thôi, h bằng r này thấy chưa, bằng căn 2, thế vào thể tích hình nó bằng cái gì nhá, 1 phần 3 h nhân với s đấy là pr bình, pr bình thế vào nó bằng cái gì đây, 1 phần 3 nhá, h đấy thế bằng căn 2 vào nhân với pi và nhân với r bình bằng 2 này thì bằng 2 căn 2 pi chia 3, 2 căn 2 pi chia 3 thì câu này ra được đáp án nào nhá, a rồi 23a nhá, nhìn thấy cái thằng a bình em ba chưa đấy, không lại nhắm mắt nhắm mũi vào khoanh lệch sang đáp án d là về lom rom ô chưa. Rồi tiếp tục này, tiếp tục chưa, tiếp tục chưa, comment ở dưới nào, view cả ngày em tụt này hồi nách lắm, làm sao mà làm sao view cả ngày phải càng tăng, view tụt tụt như này thì bỏ về lấy vợ hết này chán lắm. 24 này nhá, cái này thì nhìn này biết ngay nhá, cái này hàm nhìn này đồ thị là bậc nhất chưa, bậc nhất rồi nhá, bậc nhất trường nhất này nhá, c với a phải loại đi, tiệm cận đứng là âm một chưa, mẫu nghiệm âm một thì câu này, và tiệm cận ngang bằng 2 thì con này phải ra D rồi nhá. Câu B tiệm cận ngang là y bằng 1 cơ. Thầy có tiệm cận ngang là y bằng 2 nhá. Đây này, tiệm đến khi x tiến đến vô cực thì y là tiến đến 2 này. Tiệm cận ngang là y bằng 2 nhá, con này D. Đó, 24D cho. Giờ hỏi đồ thị bậc nhất chứ bậc nhất mà không nhớ thì về bỏ nó trăm luôn nhá, về bỏ trăm luôn. Ok, 25 này, 25 chưa? Đáp nhanh nhá. Lại một thánh đáp nhanh này, được chưa? Nói phải để cho thầy thở mẹ, nói tư sáng về mon mồm nó còn đòi láp nhanh thì chết. 25 này cứ từ từ thôi, từ từ còn đến câu 50 chứ, nhà chúng mày chỉ việc xem mà thầy phải nói 50 câu mon mồm này thôi chưa. Yêu tụt là bị hôi nách chả vậy còn gì nữa nhá, mới đến mới chưa đến câu 25 rồi chưa được 5 điểm nó đòi về lấy vợ chả hôi nách thì là cái gì. 25 này y đơn vị ảo chưa, giá trị AB à, cái này cho thực bằng thực ảo ảo thôi, đây cho rút ra này hai thành bằng nhau này nhá, 2 bằng 4 và b trừ 3 bằng âm 5 chưa, b trừ 3 âm 5 rút ra rồi, a bằng 2, nhẩm nhanh ra b bằng 3 trừ đi 5 thì nó cũng ra b bằng âm 2, thì đây nó tìm AB đúng không, tìm AB thôi, a bằng 2 b bằng âm 2 ra đáp án nào nhỉ, c rồi đấy, con này mắt lé thì khoanh được c nhá, đấy câu số phức cơ bản này có gì không, đúng chưa, đấy mới được 5 điểm thôi, mới được 5 điểm thôi mà mẹ mấy bọn lom rom này đã tụt xuống đầu hai rồi. 26 chưa nhá. Đấy, sau tuần nữa là muốn nghe thầy chửi cũng không không được nghe nữa đâu nhá. Sang tuần sau là mất tích một tuần, sau đó thì về với bọn 2K2 rồi nhá. Còn tranh thủ tuần này còn có hết đề này còn hai đề nữa thôi. Cố máu lên. Rồi cứ lên đại học khắc có vợ nhá, lên đại học khắc có vợ. Ôi chà, còn ở quê thì chỉ có loanh quanh mấy con bò thôi, ở quê thì chỉ có loanh quanh quanh mấy con bò thôi nhá. 26 này, điền số tổng số đơn tiệm cận đứng và tiệm cận ngang này, câu này thằng nào khoanh đúng thì đẹp ra này, chỗ câu 26 là nhiều thằng về chăn bò này nhá. Đấy, câu 26 này đấy, ôi chưa, 26 là này khoanh 5 thì về chăn bò rồi nhá, 26 là 5 về chăn bò luôn nhá, 26 về chăn bò. Thôi nhá, tiếp tục này, 26 chưa, đây này 26 chỉ việc đếm này này, hỏi số tiệm cận đứng tiệm cận ngang này nhá, học từ lớp 1 đến lớp 12 giờ đếm còn lo do mình trả về chăn bò còn gì nữa, đếm loanh quanh 3 4 5 6 còn không đếm được này thì về chăn bò là đúng rồi nhá, thôi chưa, đấy đếm đến 6 còn không không đếm nổi nữa thì làm sao mà 4 đáp án mà quanh còn lệch lên lệch xuống thì làm sao mà đòi lấy được vợ, thôi chưa. 26 này nhá, 26 rồi đến này con này phải ra 6 mới đẹp ra được, thằng nào quanh năm về chăn bò hết nha, 26 là quanh năm về chăn bò thôi chưa, em tìm cách đứng này,
Để em đứng dây trước, để đứng đi, đứng ở đây nó mẫu này, đứng là nghiêm của mẫu nhá, đây tương giao chuẩn chưa, mẫu ở đây là 3f trừ 2 chưa, 3f trừ 2 thì tương đương với fx, ở đây nó bằng 2 phần 3 nhá, fx bằng 2 phần 3, 2 phần 3 ở tầm không phải mấy nhỉ, 2 chia 3 ở đây nó tầm khoảng 0,6 nhá, xấp xỉ 0,6, xấp xỉ 0,6. Bây giờ bài toán tương giao thôi, xét số tiệm cận đứng trước đi, đó số nghiệm của mẫu đây, số nghiệm của mẫu trước đi nào. Ở đây này, tương giao với đường thẳng y bằng fx này, nó cho fx này tương giao với đường thẳng 0 0,6 nhá. 0,6 là bên trên chỗ này rồi, đây nó cắt luôn bốn chỗ này, ok chưa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đây đường thẳng y bằng 2/3 này, ok chưa? Nó cắt full 4 phần luôn nhá. Nó xuyên từ bên này ra bên này đấy, thằng này đi thì cứ lằng ngoằng cắt hết cả 4 phần nhá. Đấy, cắt hết cả 3 4 nhánh này nhá. 2/3 chưa? Thằng này nó cắt hết cả 4 nhánh rồi. Cắt hết cả 4 nhánh. Đấy, ăn hết tất cả, cắt hết. Thầy ra 4 tiệm cận đứng chưa? Cắt tại 4 điểm như đây chắc chắn ra 4 tiệm cận đứng rồi vì 4 nghiệm đơn nhá. Cắt trực tiếp như này 4 nghiệm đơn rồi nhá. 4 tiệm cận đứng nhá. Chuẩn luôn, chốt luôn 4 tiệm cận đứng này. Đấy, 4 tiệm cận đứng nhá. Sang đến tiệm cận ngang này nhá. Nhiều bố đến có một tiệm cận ngang thôi là chết toi này nhá. Thầy ra 2 tiệm cận ngang đấy. Tiệm cận ngang phải tính giới hạn tại cộng trừ vô cực cho thầy nhá. Tính giới hạn tại cộng trừ vô cực rồi nhá, giới hạn thế này, lim lim của y khi x nó tiến đến dương vô cực trước đi nhá, nó bằng cái gì, nó bằng lim của thằng này chính là 2 chia cho 3f trừ 2 khi x tiến đến dương vô cực chưa, khi x tiến đến dương vô cực nhìn thấy fx tiến đến 1 chưa, x tiến đến dương cực fx tiến đến 1 đấy thì phải thay bằng 1, f bằng 1 ở đây hay bằng đây này, nó phải bằng là 2 chia cho 3 trừ 2 bằng 2 chưa. Đấy, vậy ở đây này khi x tiến đến dương vô cực thì y nó tiến đến 2, y tiến đến 2 nhá. Đấy, y tiến đến 2. Rồi, y tiến đến 2 thì này một tiệm cận ngang này, y bằng 2. Một cháu nhá, một tiệm cận ngang chưa? Tiếp tục xét cái này lim khi x đến, khi y nó tiến đến âm vô cực này nhá. Đây, lim của y khi x tiến đến âm vô cực này hay nó bằng lim của vẫn là 2 chia cho 3f trừ đi 2 nhá. 3 chia 2 khi x nó tiến đến âm vô cực này, được chưa? Thế nhá. Đây, khi x tiến đến vô cực chưa? Khi x tiến đến âm vô cực thì y nó tiến đến dương vô cực này, fx nó tiến đến dương vô cực nhá. Khi y x nó tiến đến âm vô cực này thì fx nó tiến đến dương vô cực chưa? Mẫu tiến đến dương vô cực này, tử là một hằng số thì cái giới hạn này nó sẽ tiến đến 0. Đấy thì lim này bằng 0. Lim này bằng 0, được chưa? Lim của fx, lim của y khi x tiến đến âm vô cực thì phải ra 0. Thì phải ra 0 nhá. Đấy, rồi thì thằng này có một tiệm cận ngang nữa là y bằng 0. Một tiệm cận ngang nữa là y bằng 0. Thầy chốt lại hai tiệm cận ngang là y bằng 2 và y bằng 0. Được chưa? Đấy, câu này phải quanh được D nhá. Đấy, câu này đếm này, câu này đếm này. Ok chưa? Tiếp tục chưa? Tiếp tục chưa? 26D nhá. 27 câu này thì câu khai triển những thức Newton thôi chứ có gì cả. Nhá, câu này phải tìm N trước này. Câu này từ cái biểu thức này tìm N này. Bước 1, cái này table đi. Cái này table nhá. Table tìm N này. Table tìm N sau đó thì tìm hệ số thì rom rom rồi đúng chưa? Này, tìm quét table tìm N thầy nào. 18 nhá. 1118 này. X này. XC2 nhá. Trừ đi XC1 này. XC1. Đó, rồi, quét trên đoạn từ cho chạy từ 0 đến 20 đi rồi step 1. Xem xong là trừ đi 44 nhá. Trừ 44 đi. Đây này, phía phải nó còn trừ 44 như kìa. Chà, nhìn bằng 0 nó dễ. Rồi. Xem thằng nào làm cho x bằng 0 này. Ok, đây rồi. Thấy n 11 chưa? N bằng 11 làm cho x bằng fx bằng 0 này này nhá. Đó thì thấy n bằng 11 ngay. Nhập luôn trái trừ phải n 11 nhá, nhìn nó đẹp. Rồi, n 11 rồi thì bài toán chuyển về tìm hệ số của x mũ 9 trong khai triển đây, thấy n 11 vào. Đẹp dai luôn này. Có gì đâu, đúng chưa? Soạn tổng quan. Nhá. Là gì nhỉ? C k của 11 nhá. Nhân với lại gì nhỉ? X mũ ở đây là 4. Tất cả mũ 11 trừ k. Đấy, nhân với gì đây? Âm 2 tất cả mũ k nhá. Nhân với x mũ 3 chia cho x mũ 3k đúng không? Thì nhân với lại x mũ trừ 3k này, được chưa? Cộng vào, đưa về số lượng tổng quát một chút xíu đi. CK 11 nhá. Nhân với lại âm 2 tất cả mũ k này. Nhân với đây là x mũ bao nhiêu nhỉ? 44 trừ đi 4k trừ 3 là trừ 7k rồi, được chưa? Đấy, thay bằng hệ số x mũ 9 đúng không? X mũ 9 thì cho cái đống này bằng 9 rồi này. Đúng bằng 9 tìm k thầy ra ngay có gì đâu. 44 trừ đi 7k bằng 9 chưa? Chúng ta 44 trừ 9 nhá.
4 chia 9 cho bao nhiêu chia 7 này. Ok, càng 5 thì nó chính là C, 5 của 11 này nhân với âm 2 tất cả mũ 5 thôi, nó chính là đáp án nào nhá? Đáp án nào, bấm máy tính nhá, thôi bấm máy tính nhá, 11 C5 này nhân với lại âm 2 tất cả mũ 5. Ok, âm 14784, âm 14784 nhá, âm 14784 thì câu này ra 27D rồi, 27D ổn chưa nhá? Mấy cái bọn làm giờ phải ấn máy tìm nào thôi nhá, table tìm nào thôi nhá, chứ còn mấy cái số mũ hệ số này các bạn chắc chắn bằng làm tự loạn nhanh hơn nhiều ca sô nhá. Ca sô cái này cũng được nhưng mà bọn lom rom thì câu này nhập ca sô chắc chắn lâu hơn tính tay nhá. Đấy, thử rồi ca sô cái chắc chắn cái phần tìm hệ số, phần còn lại các bạn làm tự luận nó nhanh nhá. Nhớ mỗi số hạng tổng quát rồi chiến vào tìm ca, thế là có hệ số nhanh hơn các bạn bấm máy tính rất nhiều nhá. 27 làm tự luận, tìm table tìm n sau đó làm tự luận nó nhanh nhá, chứ còn phụ thuộc phần gì máy tính quá, thầy cứ cách nào nhanh thì chiến thôi, không nhất thiết phải ca sô đâu nhá. 28 có phải tọa độ hóa thôi, 28 tọa độ hóa thôi nhá. Tiếp tục này, 28 chưa nhỉ, 28 chưa, cho anh chọn S A B C D nhá, đấy thôi tâm O này, S A vuông đáy chưa, là bắt được khung thôi, bắt được khung S A vuông đáy chưa, thì kể thầy cái khung này, kể thầy cái khung này, đấy thôi thì cái này vẽ thầy thôi, vẽ hình ném vào đây, cái đấy thôi nhưng mà vẫn tọa độ hóa thôi nhá, vẫn tọa độ hóa bình thường, được chưa? S này, A này, B này, C, D. Rồi, nó cho cạnh đáy bằng cạnh bằng căn 3 chưa? Đấy thôi cạnh căn 3 nhá. Góc BAD 60 này, góc này cho 60 độ. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Góc giữa đường thẳng SC và đáy bằng 45 độ thì đây nó chính là góc SCA đây. SC bằng 45 độ nhá. Đấy, SC bằng 45 độ. Rồi trọng tâm SCD chưa? Rồi đây. Rồi, nó bắt tính khoảng cách giữa hai đường thẳng OG và AD. O là ra hai đường chéo nhá. Có thể tọa độ hóa thôi. OG và AD này, có thể tọa độ hóa tính cho nhanh nhá. Tọa độ hóa tính cho nhanh này. Ổn chưa nhỉ? OG và AD nhá. Thế các bạn gắn trục vào đây thôi. Gắn trục vào đây nhá. Thì gắn trục như sau. Gắn trục như sau này, gắn A trùng với OX đi. Gắn A trùng OX, A trùng góc O đi, đúng chưa? Rồi, OX thì ở đây chúng ta tìm được nó bảo tính góc giữa OG và AD đúng không? OG với AD thì ở đây này, em sẽ gắn như sau. Bây giờ thì gắn C với trùng OX đi, OX thì vuông lên như này này, đúng chưa? Còn này OZ thôi. Đấy, đọc như này nó dễ đọc nhá. Gắn AC trùng OX đi, AC trùng OX nhá, đọc được cái tọa độ đỉnh C với lại đỉnh C, đỉnh D này, đỉnh A này, đỉnh O đây này, với đỉnh S là xong thôi nhá. Đấy, đọc được bốn đỉnh này chúng ta có ngay khoảng cách hai đỉnh thẳng, ném vào ca sô bấm cho nhanh, được chưa? Đấy là cách làm tọa độ hóa nhá. Bây giờ một gắn trục xong rồi các bạn đọc tọa độ của thầy này, đọc tọa độ này, E trùng góc O rồi 0,0,0 nhá. Đấy, xong một thằng này tìm cho thầy cái thình thằng đỉnh O đi, thế đáy hình thoi này, đáy hình thoi phải vẽ riêng ra cho thầy như này nhá, vẽ riêng mặt đáy nhìn nó dễ nhìn này, ok chưa? Đây là E này, hình thoi hai thằng vuông với nhau, đây là E nhá, B này, C này, D chưa? Đấy, ok. Rồi nó cho góc A 60 độ này. Rồi AC trùng với OX như này này. Ở đây chúng ta phải tìm cho thầy cái đỉnh O ở đây. Ở đây, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta phải tìm cho thầy AC đi. AC đấy, nó cho cái gì rồi? Nó cho cái hình thoi này cạnh căn 3 chưa? Hình thoi cạnh căn 3 chúng ta phải tìm có góc này 60 độ nhá. Có góc này 60 độ thì ở đây BD ở đây, đây này. Tam giác ABD là tam giác cân nhá. ABD là cân. Có một góc 60 độ thì tam giác đều chưa? Tam giác đều thì BD rút ra ngay, BD bằng căn 3. BD căn 3 nhá. BD căn 3 thì Pythagore tìm được ngay AO gì đó. Pythagore tam giác vuông BOA này nhá. Đó thì Pythagore tìm cho thầy AO bằng bao nhiêu nhỉ? Căn bậc 2 nhá. Quả 3 này trừ đi ở đây nó chính là căn 3 chia 2 bình phương đúng không? Căn 3 chia 2 bình phương. Đó thì tìm được ngay. Tìm được ngay AO bằng 3/2. AO 3/2 chưa? Đấy thì đọc ngay tọa đỉnh O này nào. Đỉnh O ở đây nó sẽ là gì cả? 3/2 0,0 nhá. Đấy, ôi trời, vì AC gắn với OX mà. AC gắn với OX. Đỉnh C, đọc cái này đỉnh D đi nào. Đỉnh D thì đây chúng ta phải đọc bên chỗ này. Ôi trời, đây gắn A trùng OX đây này. Đỉnh D, OI nó như này này.
Ôi nhìn này, thôi chưa? Đấy, D đọc chỗ này nè. D đọc chỗ này đây, tọa độ D đây này. Thôi chưa? Chiếu lên OX với OY thôi. Đây là X này. Đây là OY chưa? X OY nhá. X đây này. Rồi, đỉnh D ở đây. D đây đọc cho thầy hai tọa độ chỗ này thôi. Thầy D ở đây chiếu X 3/2 chưa? Dưới D đây ở đây này. D ở đây nó sẽ ra được ngay thôi, 3/2 nhá. 3/2 này, x 3/2, y ở đây chỗ này nó bằng bao nhiêu nhỉ? Căn 3/2 thôi. Y đây này. Độ này chỗ này bằng căn 3/2. Và không, xong đỉnh D rồi. Đấy, có A có D rồi, có O rồi thì bây giờ tính góc giữa tính đỉnh S nữa thôi. S nữa nhá. S ở đây nó trùng với lại trục OZ rồi thì S ở đây AS tính được cho thầy bằng bao nhiêu nhỉ? AC bằng 3 nhá thì S bằng 3. Đúng chưa? Đây này. AO bằng 3/2 rồi. AO bằng 3/2 rồi thì AC bằng 3 chưa? AC bằng 3 nó bằng AS đây, nó bằng AS vì tam giác SAC vuông cân tại A chưa? Có góc 45 độ thì hai cạnh này bằng nhau thôi. Nhá, AC bằng AS bằng 3 luôn. Đấy thì S có tọa độ là 0 0 3 nhá. Thì chia trọng tâm G thầy nào. Có A có D rồi, có O rồi tìm trọng tâm G đi. Trọng tâm G thì ở đây phải tìm C, tìm C tiếp. C ở đây mà có tọa độ bằng bao nhiêu nhỉ? C thuộc OX chưa? C ở đây là 0, C ở đây nó chính là 300, C ở đây là 300 nhá. Đấy, chia tọa độ G nào. Chia tọa độ G thì G trọng tâm cộng tổng chia 3 chưa? G trọng tâm của SCD nhá. G trọng tâm SCD cộng tổng chia 3 thầy nào. S đây, C đây, D đây, đấy bằng này cộng tổng chia 3 này nhá. 3/2 chưa? À, đây. À, 3 chia 2 này. Cộng với 3 này, được bao nhiêu chia cho 3 nhá. Thì đây G có tọa độ là 4/3 chưa? Tiếp tục này. Ở đây là căn 3 chia 2 cộng 0 cộng 0 này, chia 3. Chia 3 thì đây 3 là 6 rồi, căn 3 chia 6 nhá. Tiếp tục này, 0 cộng 3 cộng 0 chia 3 được 1 1 chưa? Đấy, xong tọa độ G rồi. Giờ tính góc giữa OG với AD thôi, tính vectơ này. OG OG nhá, cuối chữ đầu. 4 chia 3 trừ 1 phần trừ 3 phần 2 này, cuối chữ đầu cho thầy nào. Đó, 4 chia 3 trừ 3 chia 2 này. Được chưa? Trừ 3 chia 2. Này ra 1 phần 6 nhá. 1 phần 6. Tiếp tục này. Căn 3 phần 6 và 1. Đấy, OG cuối chữ đầu thôi. Ok. Xong OG rồi, tính cho thầy vectơ AD đi, AD. AD bằng tọa độ đỉnh D thôi. Đây này, tọa độ đỉnh D thôi. Đây. Nó chính là 3 phần 2 này. Căn 3 phần 2 này. Và không nhá. Đấy, xong rồi, tính một vectơ nữa. Tính luôn AO đi, tính luôn AO đi. Thì nó AO nhá. AO thì ở đây nó sẽ chính bằng tọa độ đỉnh O thôi, 3/2 không không. Đấy, xong rồi. Xong ba vectơ rồi thì lắp vào công thức khoảng cách chúng ta tính nhập ba vectơ vào ba vectơ ABC nhá. Và bấm máy tính thôi. Được chưa? OG này, 1 này, 5, 1 và 3 chưa? Vectơ A đây nhá, âm 1 chia 6 này. Căn 3 chia 6 này. Và 1 chưa? Rồi, xong vectơ thứ nhất, vectơ thứ hai này, 1 5 2 và 3 nhá. Vector B nhập cho thầy vào vector AD đi. AD này. AD đây nhá. 3/2 này. AD 3/2 chưa? Căn 3 chia 2 này. Và không nhá. Đấy, xong vector AD rồi, AO chưa? AO này. Option 5 3 và 3 chưa? Vector C nhá. 3 chia 2 này. Không này, không này. Được chưa? Xong AO rồi, đã vector rồi, giờ nhập vào khoảng cách tính thôi. Tức khoảng cách thì ok, xong nhập vector rồi, giờ tính khoảng cách giữa hai cái đường thẳng này thôi, bấm máy tính này nhá. Công thức khoảng cách nó bằng cái gì nhá? Công thức khoảng cách nhá, D nó bằng trị đối này của tích có hướng vector A nhân B, tích hỗn tạp A nhân B này nhân với vector C nhá, và chia cho độ dài của vector có hướng AB thôi. Đó, như này. Đây là cái công thức tính cho anh nhập vào cái số nguyên si như này, trị tuyệt đối thì bấm ABF này. Đấy, quả mở ngoặc ra A nhân B nó là option 3 nhân với lại option 4 này, đóng ngoặc vào. Nhân vô hướng nhá, nhân vô hướng bấm option và kéo xuống chọn cái thằng 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 2 này, 2 này nó ra tích vô hướng này. Đấy, nó hiện cái chấm chấm ở giữa này và option 5. Đấy, đóng ngoặc vào, xong tử rồi. Chia cho mẫu này, mẫu là trị tuyệt đối nhá. Trị đối này. Đấy, nhập vào trị đối. Mở ngoặc ra A nhân B chưa? Nó là option 3 nhân với lại option 4. Thế thôi, đúng không bạn? Ra ngay là 0,71 nhá. 0,711 đấy. 0,711 thì câu này hơi lẻ lẻ một chút, lưu ở A đi trừ dần các bạn nhá. Lấy A trừ dần đi nào. A trừ dần đi đáp án này. 3 căn 5 chia 5 chưa? 3 căn 5 chia 5 này.
Ok, khác không rồi. Câu này sửa sang B nào. B là E này trừ đi căn 17 chia cho 17 nhá. Ok, cũng khác không luôn. Cũng khác luôn. Khác không luôn. Sang câu C này, trừ đi 3 căn 17 chia cho 17 nhá. Đây. 3 căn 17. Ok. Ô, 3 căn 17 28. Cái này A thì như là lưu chỗ nào rồi nhỉ? 0,711. Cái này thầy tính có lỗi chỗ nào không nhỉ? Con này ra E này. E trừ đi 3 căn 17 nhá. Chia 17 này. Khác không à? Khác không. Câu này thì chắc là cái đấy thầy nhập máy tính nó bị lỗi chỗ nào thôi, nhập máy tính bị lỗi chỗ nào thôi. Câu này đang C nhá. Thì để tí nữa thầy xem để áp lại rồi. Còn các quá trình các bạn làm nguyên chi như thầy vừa làm thôi. Gắn chộp vào này, đọc bốn đỉnh này, đọc các đỉnh này, sau đó xuyên vector vào bấm máy tính thôi. Nhập ba vector vào ba ẩn ABC, sau đó thì nhập vào ra ngay mà. Cái đấy con nhập nhầm vector chỗ nào không nhỉ? Nhập nhầm vector chỗ nào không nhỉ? Tọa độ trọng tâm nhập sai à? Tọa độ trọng tâm thì cộng tổng chia ba làm gì nữa? Tọa trọng tâm G đây nhá. G đây, SCD đúng không? S CD đây này. 3 chia 2. 3 chia 2 cộng với 3 này, được bao nhiêu chia 3 chưa? Ok, 3 phần. Ừ nhỉ, tọa độ trọng tâm G như sao có đấy nhập nhầm được nhỉ? SCD này. 3 chia 2 này. Cộng với lại 3 này. Được bao nhiêu chia cho 3 nhá. Ok, sau này G chỗ này phải 3 phần 2 rồi. 1 phần 3 phần 2 nhá. Tự nhiên chỗ này có đã nhập nhầm chỗ này được nhỉ? Rồi chỗ này phải 3 phần 2 nhá. Đấy thì chỗ này các bạn phải tính nó lại cái vector OG rồi. OG đây này. OG cuối trừ đầu. Đây là phải 0 rồi, đúng chưa? 3 phần 2 trừ đi 3 phần 2 đây là 0 rồi. 0 nhá. Đấy, bạn sửa này vector A đi. Ok. OG chỗ này con đã tính nhầm rồi. Tính nhầm vector OG rồi. Ok. Đó thì chỗ này G thì các bạn phải sửa thầy nhá. Sửa này thành 0 đi. Vector A này. Vector A là option 5 này. 1 3 chưa? Vector A chỗ này phải là 0 này. Căn 3 chia 6 này. Đúng chưa? 1. Rồi. Ở đây thì tọa độ đỉnh G thì nó xong rồi, bây giờ sửa lại thôi, giờ sửa lại nhập lại thôi nhá. Bấm chia đối này của mở ngoặc ra là option 3 nhân với lại option 4 nhá. Và kéo xuống này. 2 và option 5. Ok. Đóng ngoặc này chia cho chị đối chưa? Chia chị đối của option 3 nhân với lại option 4 nhá. Đã thành nhập nhầm cái tọa độ đỉnh G rồi. Ok. Rồi, đây ra 0,727 chưa? Đến đây mình lưu ẩn A nhá. Và lấy A trừ là đáp án này. Trừ đáp án C cho. Nó là 3 căn 17 chia cho 17 này. Ok bằng 0 rồi này. Đấy có đấy thay nhập tọa độ đỉnh G nó bị nhầm nhá. Thế là nó phải ra được bằng 0 mới đúng này. Ok chưa? Đấy là câu 28 nhá, câu 28. Đi thi gặp câu này lụi cho nhanh. Rồi tiếp tục này nhá. Bình phương lên cũng được, bình phương lên được. Bình phương câu này nhìn nó số nó hơi to. 29 nó cho bảng biến thiên này. 29 chưa? 29 nó cho bảng biến thiên nhá. 29 cho bảng biến thiên. Số trị nguyên dương của M để bắt phương trình này có nghiệm trên khoảng từ trừ 2 đến 1 đây này. Nhá. Có nghiệm trên khoảng trừ 2 đến 1. Câu này nhìn biết ngay rồi gì nữa. Câu này dễ thôi. Nhìn đồ thị thấy nó lằng nhằng nhưng mà chả có gì đâu. Mấy câu này đa phần phụ ra ngay mà. Câu số 29 nhá. Sắp 6 điểm đến mông rồi này. Được chưa? Tiếp tục nhá. Có nghiệm trên khoảng âm 2 đến 1 chưa? Có nghiệm trên khoảng âm 2 đến 1. Đây. Thế này cho thấy được ngay. Đặt F bằng T nhá. Đặt F bằng T thì anh cho thấy được ngay khi x chạy từ âm 2 đến 1 đây này. Đây. X nó chạy trên đoạn từ âm 2 đến 1 thì Fx nó chạy trên 2 đến 4 chưa? Chạy 2 đến 4 nhá. Nhưng mà Fx này đạt F bằng T đúng không? Khi x chạy trên khoảng từ âm 2 đến 1, khoảng âm 2 đến 1 thì giá trị của FT, FT, FX này, FX nó chính bằng T chưa? Thì suy ra ngay T nó phải thuộc nửa khoảng nhá. Thuộc nửa khoảng từ bao nhiêu nhỉ? Từ 2 đến 4, từ 2 đến 4. Đấy. Ok chưa? Nửa khoảng từ 2 đến 4 nhá. Tại 2 vẫn lấy nhưng 4 không lấy đâu. Ôi chà, vì đây này. Khi x bằng âm 2, chỗ khoảng âm 2 này không lấy thì chỗ này 4 cũng không lấy được. Ok chưa? Đấy. Thì chúng ta thấy này,
Khi x chạy từ âm 2 đến 1, x chạy từ âm 2 đến 1 thì giá trị của fx tức là t, giá trị fx tức là t nó chạy trên nửa đoạn từ 2 đến 4, nửa đoạn 2 đến 4 nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, bây giờ bài toán chuyển về ẩn t bình thường thôi. Loga này, cơ số gì nhỉ? 2 của t nhá. Loga số 2 của t này cộng với lại e mũ t chưa? Mũ e t này cộng 1 tất cả nhân với lại t và lớn hơn bằng m chưa? Đó, có nghiệm nhá. Có nghiệm. Có nghiệm thì bây giờ bài toán rất là dễ thôi. Bài toán rất là dễ thôi, chúng ta quét table trên cái thằng này. Đặt thằng này nó chính bằng gt đi. Đặt này bằng gt đi. Và bài toán này để có nghiệm. Để có nghiệm thì thằng này m nó phải nhỏ hơn bằng g max. Nhá. M nhỏ hơn bằng g max thì nó sẽ có nghiệm thôi. Đúng chưa? Đấy thế thôi. M nhỏ bằng g max sẽ có nghiệm. Trên cái quét về trên cái đoạn từ 2 đến 4 là xong mà. Quét về cái thằng này xem g max trên đoạn 2 4 bằng bao nhiêu. Ok chưa? Mod 8 nhá. Quét này. Loga cơ số 2 của x nhá. Cơ số 2 của x cộng với lại e của x này. E của x này. Và cộng 1 chưa? Đóng mở ngoặc vào nhá. Chỗ này thiếu đóng ngoặc này. Rồi, nhân với t tức là nhân với lại x thôi. Rồi cho nó chạy trên đoạn từ đâu đến đâu? Cho nó chạy trên đoạn từ 2 đến 4 nhá. 2 đến 4. Step để 0,1 đi, 2, 4 tương đối nhỏ rồi, đúng chưa? Đấy, sẽ thấy được ngay. Sẽ thấy được ngay cái thằng G max bằng bao nhiêu nhỉ? G max ở đây nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu nhỉ? 230,39 đây này. Xấp xỉ 230,39 nhá. Đấy, ok chưa? Có nghiệm thì M nó sẽ phải nhỏ hơn bằng G max. M nhỏ bằng G max thì đây này, M nguyên dương chưa? M nguyên dương mà nhỏ hơn được bằng 230,39 thì lấy từ m lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn bằng 230 thôi nhá. Thì có 230 giá trị nhá. Đây, đây là câu số 29, đây câu 29. Thế thôi, ta đặt phụ và quét FP bình thường, quét GT bình thường, ok chưa? Tiếp tục này, tiếp tục này. Bắt đầu khó thì tất nhiên là đến độ khó phải tăng dần chứ các bạn, chứ độ khó phải dễ dần thì thiên hạ nó 10 hết rồi nhá. Đề khó, đề nó phải độ khó phải tăng dần, nó càng chữa mà càng dễ thì thiên hạ nó về nó đỗ đại học hết rồi còn à. Ôi chưa, 30 chưa, 30 chưa, cứ từ từ mà chiến này. View này lòm dòm buồn chết. Ôi chưa, 30 chưa nhỉ, 30 chưa. Tổng tất cả các nghiệm thực của phương trình này bằng, ở đây thì con này tìm ra thôi, xôn nó phải tìm hai nghiệm này, nhìn biết ngay có hai nghiệm thôi, xôn tìm hai nghiệm ra ngay mà. Loga này cơ số 2 của x chưa, nhân với lại loga cơ số 2 của 3x nha, 3x cộng 4 này. Đấy, thế thôi, để đây các bạn xôn cho thầy là xong mà. Xôn quanh giá trị 5 đi. Giá trị khởi tạo tìm một nghiệm. Đó, một nghiệm bằng 0,5 nhá. Nghiệm thứ hai này. Xôn xung quanh trừ 5 đi. Tìm nghiệm nữa này. Được chưa? Đấy, nó ra 0,0625 chưa? Ra hai nghiệm rồi thì đấy tổng hai nghiệm đúng không? Đấy, lấy luôn S cộng với 0,5 ra ngay tổng bằng 9/16 chưa? Câu số này 30 ra B nhá, là chỉ hai nghiệm thôi. Xôn phát tìm ra hai nghiệm là gì nữa? Ổn nhá. Đấy là câu 30. B. Ok, tiếp tục sang 31 nào. 31 nào. Thôi về bò chăn. Mấy câu lòm dòm chưa có cái gì hết, đòi về chăn bòi. Buồn lắm, ổn chưa? 31 này, 31. Vì càng ngày càng tụt này, từ đầu 3 chuyển xuống đầu 1 thế này thì chán chết. 31 chưa? Đấy, càng hôi nách này thì chữa làm sao phun 50 câu được nhá. Giọng đang mệt này không lên tông được này, ok chưa? Các bạn phải có một nhiệt tình vào, có một nhiệt tình vào nhá. Càng đến lúc thi lại càng hôi nách này thì buồn lắm. 31. 31 cho chọn SABC này. SA vuông đáy chưa? Đấy, đi thi cứ bắt được SA vuông đáy nhìn thấy người quen rồi, đúng chưa? Còn cái mô hình khác thì thấy nó hơi mệt mỏi, đúng chưa? Đấy, cứ vẽ thầy trước đã, SA vuông đáy trước này. Giờ lúc thi chỉ luyện đề thôi, giờ lúc thi chỉ luyện đề thôi, mỗi ngày tầm khoảng mỗi môn một đề, mỗi môn một đề, còn không thì hai ngày thì mỗi môn một đề nhá. Cứ cày đều 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 để giữ phong độ là ok rồi. Giờ đến lúc thi thì chỉ cần bọn mày làm không sai ngu là ok rồi, còn học thì nó cũng chả thêm được gì nhiều đâu nhá. Đấy, cứ luyện đề để giữ cái phong thái ổn định là được, có chưa? Rồi, học ngu thì có bò đấy mà chăm nhá, học ngu thì bò nó có được mà chăm. 31 này nhá, tiếp tục chưa? Tiếp tục cho. Còn mấy câu cuối thì quẩy nhiệt tình thôi, chả có gì cả đâu nhá. Còn bao nhiêu chúng ta quẩy bấy nhiêu này. AC 1, AB bằng căn 3 chưa? AB căn 3. Đấy, nói từ sáng giờ mon mồm giọng lạc cái gì đấy này.
Gọi MN lần lượt là hình chiếu vuông góc của E trên FB, SC nhá. Đây chúng ta kẻ MN đây này. MN là hình chiếu vuông góc của E trên FB và SC. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp ABC NM. Thì cái thằng này này, cái này cái tâm mặt cầu ấy, các em sẽ chứng minh được tâm mặt cầu ngoại tiếp nó chính là trung điểm của AC đấy, Y nhá. Cái này dễ thôi, các bạn chứng minh hai tam giác, một cái tam giác ABC nó cho vuông tại B chưa? Đây này, ABC vuông tại B rồi nhá. Chứng minh ba tam giác, một là tam giác ABC này, vuông tại C, vuông tại B. Thứ hai, tam giác AMC này, AMC vuông tại M, và tam giác ENC vuông tại N, ok chưa? Đấy, kẻ vuông góc này biết ngay hai tam giác này vuông, ok chưa? Rồi, ba tam giác này vuông rồi thì đây nó chính là gì nhỉ? Chúng ta có được ngay Y là trung điểm của AC đi, thì chúng ta có ba trung tuyến chưa? IB này, IM này, IN. IB, IM, IN nó lần lượt là ba trung tuyến ứng với cạnh huyền AC bằng một nửa AC chưa? Thì cái này chính là mặt cầu 4 5 điểm ABC MN nó chính là nằm trên mặt cầu. Mặt cầu tâm Y đường kính AC. Đúng chưa? Thế thôi nhá. 5 điểm AMNBC nằm trên mặt cầu tâm Y đường kính BC và nó bắt tính thể tích của khối cầu này, đúng chưa? Thể tích khối cầu này thì tính ra thôi, tính ra thôi nhá. Nó cho AC bằng 1 chưa? À, ok rồi. BAC bằng 150 độ. BAC bằng 150 độ này. SA vuông với đáy nhá. Đây, nó cho góc A bằng 150 độ à? Ok. AC bằng 1 này. À, cái thằng này nó lại phải gì nhỉ? Thằng này nó chưa cho tam giác vuông đúng không? Thể tích khối cầu ngoại tiếp ABC NM. Rồi. Thì nhìn nhầm đề bài à? A đây nó cho 150 độ, 50 độ nhá. Đây. Vẽ thành cái khung như này này. Đây là E này, B này, C góc này 150 độ. Ok, thằng này nó sẽ ra được bằng bao nhiêu nhỉ? Thằng này nó sẽ ra được ngay chỗ này đây. Chỗ này nó sẽ là được AB bằng căn 3 này. AC bằng 1 chưa? Rồi. Trung trực. BC. Tâm mặt cầu ngoại tiếp nhá. Rồi, câu này thì hơi khó một chút rồi. Câu này các bạn phải tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp cái tam giác ABC này nhá. Tìm tâm mặt cầu Y. Tìm Y. Y là tâm mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC. Sau đó thì mới tìm được tâm mặt cầu ngoại tiếp của cái hình chóp này. Thì câu 31 thì hơi dài một chút, 31 hơi dài một chút. Cái này phải tìm tâm Y rồi. Y tâm mặt cầu ngoại tiếp tam giác ABC nhá. Câu này bạn nào cần lời giải chi tiết thì liên hệ thầy sau nhé. 31 thì thầy viết chi tiết bạn thầy áp sau thôi. Câu này câu 9 cộng một chút rồi nhá. Các bạn phải tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp ABC trước, sau đó thì mới tìm được tâm mặt cầu ngoại tiếp AMNC, đúng chưa? Thì nó sẽ ra. Chứ câu này thầy tưởng tam giác ABC vuông tại C thì nó chính là trung điểm của AC, nhưng mà đây tam giác này chưa vuông thì chúng ta phải tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp ABC rồi nhá. Tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp ABC. Ok. Câu này nó hơi lâu một chút nhá. Câu này hơi lâu một chút. Đấy là câu 31. Đây phải tìm được L đấy, tìm bán kính mặt cầu ngoại tiếp ABC. Câu này câu 9 cộng rồi, câu này câu 9 cộng nhá. Bạn nào cần câu 31 thì liên hệ với thầy sau nhá. 31 thì cho luôn đáp án thôi. 31 đáp án B đấy. 31 đáp án B nhá. Đáp 2 này. Đáp 2 cho mặt thẳng PQ song song và cách đều này. PQ mặt phẳng song song và cách đều PQ có phương trình là, thì câu này dễ thôi. Câu này ở đây này, cho mặt phẳng PQ chưa? Thì đây hai mặt phẳng PQ song song với nhau này. Thì mặt phẳng ở giữa, nó mặt phẳng L đi. Nó chúng ta sẽ có mặt phẳng L nó nằm giữa này, song song và cách đều hai mặt phẳng PQ thôi, đúng chưa? Thì đây các bạn lấy bừa một điểm đi. Lấy bừa một điểm nhá. Lấy bừa một điểm E đi thuộc P này. Chúng ta cho được ngay z bằng 0 này thì lấy x bằng a có tọa độ là bao nhiêu nhỉ? Âm 2, 0, 0 đúng không? Âm 2, 0, 0 nha. Được chưa? Đấy, rồi. Âm 2, 0, 0. Mặt phẳng trung trực đúng không?
Rồi tiếp tục này, tiếp tục thì ở đây chúng ta sẽ phải tìm hình chiếu của A trên cái mặt phẳng này thôi. Tìm hình chiếu A trên Q nhá. Tìm hình chiếu A trên Q ấy, sau đó thì chúng ta sẽ tìm được đây có hai mặt phẳng PQ này. P đây, Q đây nhá. Đó, chúng ta có điểm A thuộc P này, nó tìm hình chiếu A trên Q nó chính ra được điểm B đi. Thì đây cái mặt phẳng L cần tính ấy, nó đi qua Y. Đi qua Y nhá, đi qua Y trung điểm của AB và nhận cái mặt phẳng này làm cái nhận nhận là cái AB nó chính là vector chỉ phương thôi. À, quên, nhận AB làm vector thắp tuyến thì cái mặt phẳng R nó sẽ có dạng là gì nhỉ? R sẽ có dạng là đây này, x cộng 3z, x cộng 3z cộng với lại d thôi, cộng d thôi bằng không nhá. Đây là phẳng L. Rồi thì ở đây các phải tìm cho thầy y, tìm tìm một điểm, tìm một điểm y là trung điểm của AB thôi. Sau đó thì chúng ta thay vào thằng nào đi qua trung điểm thì là ok nhá. Đấy là cách thử, cái thử thì tìm hình chiếu này, tìm hình chiếu của A trên, tìm hình chiếu của A trên B, B trên 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 Q nhá. Thì ở đây nó sẽ ra ngay điểm A thôi. Tìm phương trình AB đi, phương trình AB đi nhá. Sẽ ra ngay nó chính là gì nhỉ? X nó bằng trừ 2 này, trừ 2 cộng với lại T thôi. Y ở đây nó chính là bằng bao nhiêu đây? 0 cộng 3T này. À không, không thôi. Z ở đây nó chính là bằng 0 này, 0 cộng 3T. Đấy, 3T. Ok, đây ra phương trình AB nhá. Rồi, thay vào cái mặt phẳng Q đi nào. Thay vào mặt phẳng Q, tìm tọa độ B. B đây sẽ ra được ngay là trừ 2 cộng với lại x chưa? Trừ cộng x nhá. Cộng với lại 3z này. 3z thì chính là 3 nhân với 3x thôi. Trừ 4 chưa? Đây xôn tìm x đi. X bằng 0,6 nhá. X bằng 0,6 tìm được điểm B chưa? Tìm tìm điểm B chưa? B đây nó sẽ ra được ngay là bao nhiêu nhỉ? Trừ 2. Trừ 2 cộng với lại 0,6 nhá. Ra ngay âm 7/5 này. Tiếp tục y luôn luôn bằng 0 rồi, z ở đây nó chính là 3 nhân 0,6 chưa? Ra ngay 9/5. Đấy, điểm B rồi, có điểm A thì trung điểm y ở đây nó sẽ ra ngay trung điểm AB thôi. Cộng tổng chia đôi vào, biết ngay mà. Trừ 2 trừ đi 7 chia 5 này. Trừ 7 chia 5 nhá. Được bao nhiêu chia đôi? Nó ra trừ 17 phần 10. Trừ 17 phần 10. Tiếp tục này, 0 này và 9 chia cho 10, 9 phần 10. Nhá. Bây giờ thử vào cái từng đáp án một, thằng nào thuộc cái mặt phẳng L thì ok thôi. Còn không em thay trực tiếp vào tìm D này nhá, thay trực tiếp tìm D đi. Nó ra được x là trừ 17 phần 10 này. Cộng với lại 3z nó chính là 3 nhân với 9 phần 10 nhá. Và cộng với x này, D là x đấy. Xôn thôi. D ở đây bằng âm 1. D bằng âm 1 thì câu này ra đáp án 32A. 32A, đúng chưa? Đấy là cách làm. Để cách làm nhé. Các bạn phải tìm một điểm A này, tìm chọn một điểm A thuộc P nhé, chọn một điểm A thuộc P. Sau đó tìm hình chiếu, tìm hình chiếu của A trên mặt phẳng Q nó ra điểm B. Tìm trung điểm Y, tìm trung điểm Y của AB. Sau đó thay vào phương trình mặt phẳng L là chúng ta viết được phương trình mặt phẳng thôi. Được chưa? Tìm D âm 1. Đấy có 32. 33 này. Tìm tập hợp các giá trị của tham số M để cái phương trình bậc 3 này có hai cực trị nằm về hai phía của trục hoành nhá. Câu này hơi khó một chút đấy, câu này hơi khó một chút. Câu này, cái này hai điểm cực trị nhá, hai điểm cực trị của đồ thị này, đây để ý một chút nhá. Hai điểm cực trị của đồ thị nằm về hai phía của trục hoành, tức là nằm về hai phía của x. Đó, đúng chưa? Mấy câu này hơi khó một chút, hơi khó một chút. Thì phương trình AB á, phương trình AB thì dễ thôi, phương trình AB thì em đi qua E làm nhận là đây này, điểm AB đây đúng không, đây nhá, đi qua điểm A có chưa. Phương trình AB thì cái mặt phẳng P này, phương trình AB nhá, đi qua E, đi qua và nhận nhận cái phép tuyến, nhận phép tuyến của P nó làm chỉ phương này, vector phép tuyến của mặt phẳng P ấy. Nó làm vector chỉ phương. Được chưa? Mà đường thẳng có điểm, có điểm, có chỉ phương thì chúng ta viết được phương trình đường thẳng thôi nhá. Đường thẳng AB nó dễ như thế rồi, chả có gì cả đâu. Được chưa? Có điểm có chỉ phương là bạn tự viết phương trình đường thẳng thôi. Giờ con hỏi cậu viết phương trình AB như nào thì buồn chết. 33 này, 33 con này hơi khó một chút nhá. Đó, 33 ở đây này, cái hình ảnh kiểu kiểu như này. Bậc 3 có cực trị chưa?
Bậc 3 có cực trị, chắc chắn có hai điểm cực trị đồ thị kiểu kiểu như này rồi. Đấy. Ok chưa? Bậc 3 có hai cực trị này nhá. Và đây, hai cực trị đây là A với B đi. Nó bảo cái gì nhỉ? Hai điểm cực trị nằm về hai phía của x nhá. Đấy, tức là AB phải nằm về hai phía của x, tức là IA với IB trái dấu, đúng chưa? Khi IA với IB trái dấu thì nó sẽ nằm về hai phía của x. Thì ta gọi đây là x1 đi. Đây là x2, đúng chưa? Đấy. Rồi, thì bài toán chuyển về gì nhỉ? Y tại x1 nhân với y tại x2, hai nó phải nhỏ hơn không? Thế thôi nhá. Đây. AB nằm về hai phía của x thì IA y tại x1 nhân y tại x2 nhỏ hơn không? Đó, IA với IB trái dấu nhau. Ok chưa? Rồi, thì bài toán giải hệ thôi, giải hệ thôi nhá. Bài toán giải hệ này để có hai cực trị nhá. Có hai cực trị thầy bằng cái gì nhá? Delta phẩy, thằng này nó phải cái gì? Delta phẩy ở đây nó phải lớn hơn không này, thứ nhất. Và y tại x1 nhân với y tại x2 này phải nhỏ hơn không? Đấy, giải hệ ra tìm được ngay AB mà nhá. Giải hệ ra tìm AB rồi. Ok chưa? Thứ nhất, chúng ta tính y phẩy ra đi. Giải hệ này nó phải tính y phẩy ra nhá. Y phẩy ra. Này bằng bao nhiêu nhỉ? 3x bình nhờ cộng với lại 6m nhá. Cộng với lại 3 nhân với lại m bình trừ 1 này. 3 nhân m bình trừ 1 bằng không chưa? Đấy, thế thôi. Thế thôi nhá. Chúng ta tính được ngay delta phẩy mà bao nhiêu nhỉ? Delta phẩy nhỏ mà lớn không nhá. Tương đương với gì nhỉ? Tương đương 6 chia cho 2 bậc 3 này, 9m bình chưa? 9m bình trừ đi thằng này nó sẽ là 9 này nhân với lại 3m bình là ok. Rồi, tiếp tục 3 nhân 3 là 9 nhá, 9m bình trừ 1. Rồi. Lớn không này tương đương với lại 9 lớn không, ok rồi. 9m bình trừ 9m bình hết rồi, còn 9 lớn không. Delta phải bằng 9 nhá. Delta phải bằng 9 rồi thì câu này ra, cái này delta nó là số nguyên rồi, cái này tách ra được hai, tách ra được hai cái cho tìm được trực tiếp x1 x2 đấy. Tìm trực tiếp x1 x2 đúng nhỉ? Còn không thì đến đây các bạn Casio phương trình qua cực trị ấy. Theo phương trình qua cực trị nhá. Đấy, các tìm y tại x1, y tại x2 theo VS rồi nhanh. Casio phương trình qua cực trị cho thầy nhá. Đây, bấm máy tính vào mode 2 đi. Tìm IA với IB đi nhá. Casio phương trình qua cực trị. Sau đó thì chúng ta mới làm được tiếp. Đây, chúng ta nhập cho thầy y này, nó chính là x 3 nhá. Cộng với lại 3x này. Bình, 3y bình, được chưa? M nhập là ẩn y nhá, M nhập ẩn y bình thường thôi, được chưa? Cộng với lại gì nhỉ? Cộng với lại 3 này nhân với lại y bình này, 3 nhân y bình trừ đi 1 nhân với x chưa, nhân với x cộng với lại y mũ 3 nhá, y mũ 3 ok chưa. Rồi để đây xong thằng y này trừ đi phân số này, y phẩy đây này là 3x bình cộng với lại 6x nhá, 6x cộng với lại 3 này nhân với lại y bình trừ 1 chưa. Rồi đây là y phẩy nhân với y 2 phẩy, y 2 phẩy thì nó chính là 6x cộng 6y đấy, 6x cộng 6y thôi. Rồi chia cho 18a, 18a thì a 1 rồi, chia 18 thôi để lấy cam x bằng y nhá, y bằng 1.000. Các bạn dịch cho thầy cái phương trình thôi. Phương trình qua cực trị nó chính là gì nhỉ? Y bằng m trừ đi 2x đấy nhá, nhìn đấy biết ngay mà, y bằng m trừ 2x, ok chưa? Rồi đến đây thì chúng ta có được ngay cái hàm bậc 3 kiểu kiểu như này này. Đó, thằng điều kiện đầu tiên luôn đúng rồi nhá, không cần xét nữa, điều kiện đầu tiên luôn đúng, không xét, xét mỗi điều kiện thứ hai thôi. Y tại x1 nhân y tại x2 nhỏ hơn không thì đây này chúng ta có được ngay gì nhỉ? Phương trình qua cực trị nhá, đây này đường thẳng chưa, thì y tại x1 nó chính là gì nhỉ? Thay vào y1 thay vào đường thẳng này nó sẽ nhanh hơn rất nhiều, đúng chưa? Nhanh hơn rất nhiều, nó chính bằng m này trừ đi 2x1. Đó, y tại x2 nó chính bằng m trừ đi 2x2. Và ở đây các em giải quyết cái điều kiện này nó sẽ rất nhanh thôi. Nó bằng m trừ đi 2x1 nhân với lại m trừ 2x2. Đó. Nhỏ không? Thì điều kiện này nó trở về VS bình thường thôi, VS bình thường thôi, đúng chưa? Nhá. Chi tiết này. Được chưa? Đến đây thôi, thế vào. Ở nhân tung ra thầy nhá. Nó ra ngay là m bình chưa? Trừ đi đây này. 2m nhá, nhân với lại x1 cộng x2. Đó, tiếp tục này, cộng với lại 4x1 x2. Nhỏ không chưa? Thế vào đây thôi, thế theo VS đây này. Thế là VS x1 x2 là nghiệm phương trình y phải bằng không nhá. Thế vào, nó ra m bình chưa? Trừ 2m này, m1 m2 bằng bao nhiêu nhỉ? Nó bằng âm 6, đây là âm 3, âm 2m nhá, âm 2m. Chuẩn nhỉ? Đây này.
âm b chia a rồi, ok, 6 âm 6 chia 3 được âm 2 rồi. Tiếp tục này, cộng với 4x1 x2 thì nó sẽ ra được ngay là 4 nhân với lại m bình trừ 1 thôi. Được chưa? Nhọn không? Thế ở đây nó tương đương với bao nhiêu nhỉ? M bình này cộng với lại 4m bình ra 5m bình, 9m bình đúng không? 9m bình này trừ đi 4 nhọn không? Đấy thì rút ra ngay là m bình nó sẽ nhỏ hơn 4/9, hay nói cách khác là m nó sẽ lớn hơn 2/3 trừ 2/3 và nhỏ hơn 2/3. Đấy, ok chưa? Ra điều kiện này. M thuộc khoảng từ trừ 2/3 đến 2/3 thì đây nó chính là khoảng AB đấy. Đây này. Đấy, giá trị M thuộc khoảng AB để cái điều kiện đề bài thỏa mãn thì ở đây A chính bằng âm 2/3 chưa? Và B bằng 2/3 nhé. Thế thôi. Cộng tổng vào ra ngay đáp án là gì nữa? Đấy, A bằng trừ 2/3 này. Cộng với lại B nó chính là 2 nhân 2 chia 3 thôi. Ra ngay bằng 2/3 nhé. Tổng thì ra được là D. Đáp án D chưa? Câu này hơi khó một chút. Câu này hơi khó một chút nhé. Chủ yếu các bạn thì viết lại sơ đồ câu 33 này nó hơi khó. Đây nó yêu cầu bài toán là hàm bậc 3 có hai cực trị. Yêu cầu bài toán bậc 3 có hai cực trị. Hai cực trị AB có hai điểm cực trị AB đấy. Nằm về hai phía của x. Hai phía của x nhá. Đấy, thế thôi. Thì bài toán nó rất dễ mà, có x1 x2 nhá. Chúng ta chỉ cần giải cái hệ là delta phẩy lớn không để có hai cực trị, để hai cực trị và hai cực trị này nằm về hai phía của x, tức là y tại x1 nhân với y tại x2, thằng này nó phải nhọn không. Thế thôi, bài toán nó chỉ giải cái hệ này thôi nhá. Nhưng mà cái điều kiện này nó hơi khó một chút là các bạn phải Casio phương trình của hai cực trị để tính được y tại x1 với y tại x2 theo x1 x2 nó dễ dàng hơn, nó dễ dàng hơn và dùng VS nhá, dùng VS để đưa về tìm m. Đấy, thế thôi. Đấy là cái sơ đồ của câu số 33 nhá. Ok, 34 này. Câu 34 nhá. 34 nó cho một cái mặt cầu cho và một mặt phẳng P nhá. Hai mặt cầu có bán kính L1 R2 nó chính là chứa cái đường tròn giao tuyến đồng thời tiếp xúc với mặt phẳng Q, tính tổng R1 cộng R2 thì câu 34 nó xử lý như sau này. Nằm về hai phía của x cơ mà, nằm về hai phía của x tích hai nghiệm nhỏ hơn không đấy là nằm về hai phía OI lom rom, ok chưa nhá. X1 x2 nó chính là hai phía của OI cơ mà, ok chưa. Dạy cái Casio quay cực trị dạy mãi còn gì nữa, ok chưa. Tiếp tục này, 34 nhá. 34 cho một mặt cầu này và một mặt phẳng, một cắt mặt cầu theo giao tuyến một đường tròn nhá. Đó, ok chưa. Rồi đây, đây là mô hình của 34 này. Mô hình của 34 cho một cái mặt cầu này và một 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 mặt phẳng P. Nó cắt cái mặt cầu này theo giao tuyến ở một cái đường tròn, giao tuyến đường tròn. Và nó bảo là gì nhỉ? Có hai mặt cầu. Có hai mặt cầu chứa cái đường tròn giao tuyến C này, thì gọi cái đường tròn giao tuyến là C nhá. Có hai mặt cầu. Đấy. Có hai mặt cầu chứa C và tiếp xúc với Q, tiếp xúc với mặt phẳng Q. Đấy. Và nó bắt tính tổng hai thằng L1 L2 này. Thì cái dạng này nó là cái dạng mô típ chung thôi, dạng người quen. Thì chúng ta sẽ thấy được là gì nhỉ? Phương trình mặt cầu chứa đường tròn giao tuyến nhá. Chứa đường tròn giao tuyến C của mặt cầu S và mặt phẳng Q nó sẽ có công thức chung để tính nhá. Phương trình mặt cầu chứa đường tròn giao tuyến C của đường tròn đề bài cho và mặt phẳng P đề bài cũng cho, bằng cách là chúng ta sẽ thực hiện theo phương pháp đấy là cộng mặt cầu nhá, mặt cầu này cộng với lại gì, cộng với tham số m nhân với lại mặt phẳng đấy bằng không, thì chúng ta sẽ tìm được cái phương trình như này. Đây chính là phương trình tổng quát của mặt cầu chứa đường tròn giao tuyến nhá, chứa đường tròn giao tuyến. Thì chúng ta sẽ cộng như sau này, mặt cầu nó sẽ tính bằng cái gì, nó chuyển hết sang một vế nhá, để làm sao cho cái thằng này chính mặt cầu đây này nó là x bình này cộng với y bình cộng với z bình trừ đi 9 đấy bằng không chưa. Đây cả cái đống này bằng không này chưa, cộng với tham số m nhá, nhân với mặt phẳng này, nhân với mặt phẳng m nhân với mặt phẳng thì đây nó chính là gì nhỉ, 4x chưa, cộng với 2y này cộng với 4z cộng 7
Đấy, xem bằng không nhá. Vì cả đống này bằng không này, không này cộng m nhân không thì nó đúng bằng không chưa? Đấy là toán, đây chính là phương trình mặt cầu nhá. Đấy, đây là cách, đây là phương pháp nhé, phương pháp chung để tìm cái mặt cầu chứa đường tròn giao tuyến, chứa đường tròn giao tuyến của mặt cầu cho trước và một mặt phẳng cho trước nhá. Lấy mặt cầu ban đầu này cộng với tham số m nhân với mặt phẳng thì nó ra được. Bây giờ bài toán chỉ việc tìm m thôi, tìm m nhá. Và nó bảo cái gì nhờ? Nó bảo là cái đây, nó bảo là cái mặt cầu này tiếp xúc với quy chưa? Mặt cầu này, đây phương trình này em đưa về dạng tổng quát của mặt cầu ngay mà, đúng chưa? X bình y bình z bình này đưa về tìm tâm bán kính theo m thôi nhá. Thay nó sẽ tiếp xúc mặt cầu này tiếp xúc với mặt phẳng quy nhá. Thì bài toán nó sẽ làm như sau này, nó tính khoảng cách từ y đến quy thôi, r bằng khoảng cách từ y đến quy nhá. Đấy, ra ngay đến đây, đây chính là phương trình theo hoàn toàn theo tham số m thôi, em sẽ giải ra tìm được m, tìm m nhá. Có m thì em sẽ có được r ngay mà, có l có được m ngay. Đấy, phương trình tổng quát rồi, từ phương trình này em sẽ tìm được tâm bán kính cho thầy nào nhá. Tổng quát như sau này, x bình này cộng với y bình này cộng với z bình nhá. Thầy chuyển sang đây là cộng với lại 4mx chưa, 4mx này thầy cộng với đây nó chính là cộng 2mi, 2mi thầy cộng cái gì đây, cộng với đây là 4mz, 4mz này, thằng này tiếp tục là cộng với lại 7m-9 bằng không chưa. Rồi thầy nhìn biết ngay tâm chưa, nhìn biết ngay tâm y ở đây nó sẽ chính có tọa độ bao nhiêu nhỉ? Hệ số trước x y z chia âm 2 nhá. Hệ số trước x y z chia âm 2 thì nó ra được ngay là 4m chia âm 2 nó ra trừ 2m chưa. Tiếp tục này, 2m chia âm 2 thì nó ra ngay trừ m này. Tiếp tục đây, chia âm 2 ra ngay trừ 2m nhá. Đây tâm y này, r chưa nhỉ, r nó bằng căn bậc 2 của đây là ABC này. Đó, D đây thì bằng A bình cộng B bình cộng C bình trừ D thì nó bằng bao nhiêu nhỉ, 9m này, A bình B bình C bình ra 9m bình nhá. Đó, 9m bình trừ đi cái gì, trừ đi đây nó là trừ đi 7m cộng 9. Đấy, thế thôi, đây là R nhá. Từ phương trình này cho tìm được tâm bán kính rồi, tâm bán kính rồi, bài toán rất dễ thôi, tính cho thấy R đây này và điều kiện cho cái thằng trong này nó phải dương nhá, phải dương ôi chà mấy rồi thì rút ra thôi, rút ra đây là căn bậc 2 này của 9 m bình này trừ 7m nhá cộng với 9. Đó, đây ra được ngay R này, nó bằng khoảng cách từ y đến quy thôi, y đây này, y đây thay phương trình mặt phẳng quy ở đây nào, chuyển đổi mặt phẳng quy là cho chưa, mặt quy đây này chuyển đổi nhá. 3y, 3y thay đây này, y ở đây nó là trừ m nhá, trừ 3m này. Đó, tiếp tục trừ 4z thì đây nó là cộng với lại 42 là 8m, 8m đây này, thay z bằng 2 trừ 2m ở đây nó ra được ngay 8m nhá, trừ 20. Đó, ok xong rồi, chia cho căn bậc 2 này quả bao nhiêu nhỉ, 3 bình cộng 4 bình thôi, đây là khoảng cách nhá. Rồi đây xôn tìm m nè, xôn tìm hai giá trị của m thầy nào, căn bậc 2 nhá, à vào triệu số thực đã, căn bậc 2 nhá, quả 9 này, 9 x bình, 9 x bình này trừ đi 7 x nhá cộng 9 này thì bằng này phân số này quả trị đố nhá, quả trừ 3 x cộng 8 x này trừ 20 chia cho căn bậc 2 của 3 bình cộng 4 bình thôi. Có chưa? Đấy xôn thầy nào. Tìm xôn xung quanh 5 đi, tìm được một thằng lên này. Ra được ngay là x bằng âm 1. Tức là m bằng âm 1 đó. Có chưa? Xôn tiếp theo. Xung quanh giá trị là trừ 5 đi. Xung quanh giá trị bao nhiêu nhỉ nữa nhỉ? 10 nè. Ô, sao nó chỉ ra xung quanh 0 thôi nào? Nó chỉ ra 1x nhỉ, cái này phải ra 2m nhá, cái này phải ra 2m, xếp xôn xung quanh cái giá trị khởi tạo khác đi nào, xung quanh 2 đi xem nào. Đấy, nó ra một thằng nữa là 0,875 này này, được chưa, m bằng 0,875 được chưa. Đấy, nó ra một m nữa, có hai giá trị của m nhá, 7/8 này này, em thay ở đây thôi, tính có m thì có r này nhá, có m có l căn bậc 2 chưa, quả 9 này x bình nhá trừ đi 7 x này cộng 19 chưa, căn là một thằng đây là âm 1 vào nó sẽ ra một thằng l 5, một thằng căn 7 chia 0,875 vào nó ra l bằng 25/8 đấy,
thì đây 5 cộng 25 chia 8 nó ra 65 phần 8 chưa. R tổng L1 cộng L2 bằng 65 phần 8 nhé, đây là D. Đấy, thì có hai giá trị M em sẽ tính được L1 L2 thôi, hai giá trị của tham số M ứng với lại hai thằng R, đúng chưa? Đấy là câu mặt cầu với mặt cầu á. Mặt cầu với mặt cầu thì em cũng làm tương tự thôi nhá, mặt cầu em làm tương tự, em cộng hai vế với nhau mà nhá, cộng vào với nhau làm sao nó ra được ngay cái phương trình mặt cầu giao tuyến mà chẳng có gì đâu. 35 chưa nhỉ, 35 chưa, cho mặt trụ nhá, cho mặt trụ này ABC, A phẩy B phẩy C phẩy, có đáy là ABC và một tam giác vuông cân, vuông cân chưa, thì câu này vẽ là cái hình lăng trụ đứng trước đã, vẽ lăng trụ đứng trước, ok chưa? Đây, đây là khung nhá, cho lăng trụ đứng này A B C, A phẩy B phẩy và C phẩy, đáy tam giác vuông cân tại B chưa, vuông cân tại B này, AB bằng 1, BB phẩy bằng căn 3, chiều cao căn 3. Rồi, góc giữa A phẩy B với lại BC, B phẩy, C phẩy. A phẩy B là này nhá. Đây, AB là này. Với BC, C phẩy, B phẩy. Thì anh ta thấy được ngay là gì nhỉ? Chúng ta thấy được ngay. Đấy, góc của chiếc góc này này. Chiếc góc này thôi, đúng chưa? Góc A phẩy, BB phẩy này. Vì hình chiếu của A phẩy trên cái mặt này nó chính là B phẩy, được chưa? Hình chiếu của A phẩy trên cái mặt BC, C phẩy, B phẩy nó chính là B phẩy này. Góc này cần tính thôi. Thì góc này tính ra bằng bao nhiêu nhỉ? Góc này cạnh này bằng căn 3 này, cạnh này bằng 1 chưa? Thì tính ra thôi. Tính ra thầy góc này tang nó bằng 1 chứ căn 3 thì góc bằng 30 độ nhá. Được chưa? 35, A chưa? Thế thôi, 30 độ nhá. Tang phi này bằng 1 chứ căn 3 chưa? Chiếc phi 30 độ thôi. Ok nhá. Đấy có 35, 35 rất dễ, chưa có gì cả, đúng chưa? 36 này. Cái câu hình cơ bản các bạn vẽ ra là bình thường thôi. 36. Cho một số phức z này. Có hai cái phương trình này là một số thực. Biết tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của z là một đường thẳng. Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng đó bằng bao nhiêu? Thế đây này. Câu này các em vẫn gọi z bình thường thôi, z bằng x cộng y nha. Thế vào đây này, nó ra phương trình đường thẳng ngay mà, ra phương trình đường thẳng ngay đây này. Thế vào, nó ra là đây là x này, thực tí x cộng 3 đi, cộng với lại y trừ 1 y nha. Đó, thằng thứ nhất này, nhân vào. Thằng thứ hai z ngang đây là x cộng 1 chưa? Đây là cộng với lại 3 trừ đi y, 3 trừ y, nhân với y chưa? Đó, ổn đúng nha. Đấy là nhân tung vào đây nhá. Đây thằng này nó bảo một số thực đúng không? Số thực thì cho phần ảo, cho phần ảo bằng 0. Thì phần ảo này là chính bằng bao nhiêu nhỉ? Phần ảo đây nó sẽ tương đương với gì đây? Nhân vào đây nó sẽ chính là x cộng 3 này nhân với lại 3 trừ y đấy. Đây là phần ảo này. Ảo thứ hai nó chính là cộng với lại x cộng 1 nhân với y trừ 1. Đúng chưa? Đấy, nó bảo nó thành số thực mà, cho phần ảo bằng 0 thôi. Đúng chưa? Rồi, để đây nhân tung ra thôi, nhân tung ra nó ra phương trình đường thẳng ngay mà. Đây ra được ngay 3x nhá. Trừ đi xy này. 3x trừ 3x trừ xy này cộng với lại 9 trừ 3y. Cộng tiếp tục này, xy chưa? Nhân vào đây nó sẽ chính là trừ đi x này cộng với y trừ 1 nhá, bằng 0. Xy với xy giảm nước hết này. Chúng ta sẽ tương đương suy ra đây, 3 trừ đi 1 còn 2x nhá. Rồi, tiếp tục này, 1 trừ 3 ra trừ 2y chưa? Y giải hết này, 9 trừ 1 còn 8 nhá, bằng 0, đúng chưa? Đấy, hết rồi. Hết rồi. Ở đến đây thì rút ra ngay tương đương với lại gì nhỉ? X này, trừ Y cộng 4 bằng 0 chưa? Hay nói cách khác là suy ra ngay Y bằng X cộng 4. Y cộng 4, đây, này đường thẳng. Rồi, tập điểm Z tìm được ngay. X chưa? Trừ đi Y cộng 4 bằng 0 nhá. Đấy, tập điểm biểu diễn Z là một cái đường thẳng này thôi. Và đó là khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng đó bằng, thì có này tính khoảng cách thôi, ném vào khoảng cách từ 0 đến đây nó chính bằng bao nhiêu nhỉ? Trị đối này quả 4 chia cho căn bậc 2 của 1 bình cộng 1 bình căn 2 rồi, 4 chia căn 2 bằng 2 căn 2 làm gì nữa. C, đấy là câu 36 nhá. Rồi 37 này, 37 thì đây tổng số đường tiệm cận đứng nhá, này có mỗi nghiệm là x bằng 2 thôi, mẫu có mỗi nghiệm x bằng 2, nhưng mà nhìn trên cái điều kiện của tử này
nó là x nó phải lớn hơn là bằng trừ 1 và nhỏ bằng 1 chưa? Thì cái thằng hai này nó không thuộc tập xác định thì này không có tiệm cận đứng đâu nhá. Vì đây em thay x bằng 2 cộng 2 trừ và nó báo error ngay mà nhá. Thì có 37 không có tiệm cận đứng đâu. X bằng 2 là nghiệm của mẫu nhưng mà nó không thuộc tập xác định của hàm số. Được chưa? Đấy là câu 37. Không có tiệm cận đứng nhá. Còn không các bạn bấm máy tính Casio nó cũng được mà. Căn 1 2 của 1 dưới x bình như này nhá. Đó, chia cho x trừ 2 chưa? Căn tại 2 cộng 2 trừ ở bên ngay mà. 2 cộng 10 cũng 10 nhá. Không thì 2,0000 này, 1 chưa? Đó, lớn hơn nào một tí tẹo nó báo error này, tức là không 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 xác định cái giới hạn tự tại 2 cộng. Nó căn tại 2 trừ vào này. Căn tại 2 trừ nhá, tức là 1,99 đấy, 1,99. Ok chưa? Đó, nó có báo error này. Đó, vì 2 nó không thuộc tập xác định mà. Hay không có tiệm cận đứng đâu nhá. 37A chưa? 37A chưa? Mấy câu sau dễ mà, mấy câu sau lại dễ. 38 để ý vào này. 38 câu này làm tự luận thôi. 38 skin bố cột. Được chưa? 38 skin bố cột nhá. Làm bình thường, chưa có gì cả. Đây. Chúng ta sẽ làm tiếp này, 38 như sau. Nhá. View còn sót lại đến câu 38 này, chưa đến 40, chưa 8 điểm mà còn sót lại có hơn 100 bóng thôi nhá. View yếu quá. 38 này. Cái này bố cột nhá, làm bình thường, cái này làm tự luận nó không ra đâu. Quên, Casio nó không ra đâu vì đây nó cho ABC số hữu tỉ này nhá. ABC số hữu tỉ. Cái này mũ cột như sau. Hướng dẫn như sau này nhá. Mũ cột thì đây em sẽ đặt cho thầy như sau này. Ở đây là U DV như này. U thì đây nó chính là 3 cộng với len x nhá. DV nó chính là 1 chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. X cộng 1 tất cả bình phương. Được chưa? Đấy, mấy câu sau rồi thì chúng ta cứ cày thuần túy với nhau thôi. Bạn nào chăm chỉ học thì vẫn comment down bên dưới nhé, để chúng ta cố gắng cô máu với nhau thôi, chứ còn cũng không dài dòng làm gì nữa nhá. Bạn nào học chăm chỉ thì còn sót lại ở cái vị cuối này thôi, còn lại những cái bọn ở đầu như bọn lom dom hôi nách thì vào léng phéng được vài câu sau về thì nó cũng chả ăn thua gì, đúng chưa? Càng về sau thì nó mới đẹp dai, chứ còn vào được mấy câu đầu thì ăn thua gì nhá. Phải xem đến cuối nhá, phải xem đến cuối mới đẹp dai được, còn mấy cái bọn vào được mấy câu đầu tiên rồi ao ra thì không ăn thua nhá. Skin nó tập trung hết câu cuối này, còn hơn trăm đứa thôi, cố gắng quẩy nốt này. Cái này thì kẻ thuộc múa cột này này, đạo hàm nhá. Cái này múa cột như sau. Đạo hàm ở đây là chính ra được ngay, nó chính là một chữ x này. Thành nguyên hàm nó ra được bao nhiêu nhỉ? Nguyên hàm này nó ra được ngay là trừ một chia x cộng một đấy, chưa ổn nhá nhá. Đấy, ổn nhá. Ok, x cộng một đạo hàm thì nó về ngay trừ một chia x cộng một bình phương mà. Rồi đấy, nguyên hàm của 1 chia x cộng 1 bình phương nó ra trừ 1 chia x cộng 1 nhá. Rồi, đến đây thì chúng ta thực hiện đi ngang của thầy nhá. Đó, đi ngang của thầy đưa này này về 1 này. Và đưa thằng này nó về 1 chia cho trừ 1 nhân với x cộng 1 này. Đó, thế thôi. Thế thôi nhá. Rồi, đến đây chúng ta nhìn thấy đẹp ra chưa? Thầy đạo hàm mấy mò này, đạo mấy mò. Còn thằng này nguyên hàm thì nó chính bằng len chưa? Len của thằng này chính là 1 chia x cộng 1 trừ 1 chia x đấy. Thầy tách ra nhá. Thì bằng này, 1 chia x cộng 1 trừ 1 chia x đấy. Ok chưa nhỉ? Rồi, thì nó bằng len quả trị đối x cộng 1 chia x. Đó, ok chưa? Đến đây rồi thì đan dấu và chéo chéo thôi. Đan dấu này, cộng trừ. Đấy, và chéo chéo thôi. Chéo chéo, nhá. Đấy, rất đẹp tay luôn. Ok chưa? Ra ngay, đấy. Những câu này còn sót lại với skin nó mới ok được. Chứ còn không, không ăn thua, nhá. Rồi, trừ đi, chéo này. 1 chia x cộng 1 nhé, nhân với lại đây là 3 cộng len x này, chia cho x cộng 1. Rồi, xong thằng thứ nhất, thằng thứ hai đây là trừ đi này, len trừ 1 nhân với thằng này, nó là len của trị đối của x cộng 1 chia x thôi. Đó, để đây ra rồi thì các bạn chỉ thấy cận nó thầy thôi, đây chính là nguyên hàm này, đây là cần tính thôi nhé. Thấy cận ban đầu vào phát ra ngay đáp án của mình thôi, thấy cận từ 1 đến 3 vào nhé. Đó, ra ngay thôi, được chưa? Đấy cách làm này. Nhá, múa cổ phát luôn. Đấy, đọc luôn đáp án, đỡ phải UDV làm gì nó mệt mỏi ra. Ôi chưa? Chăm chỉ vẫn ngu quá. Chăm chỉ vẫn ngu thì đấy là do em chưa đủ chăm thôi nhá. Chứ em đủ chăm rồi mà vẫn ngu thì đấy hơi khó nhá. Chăm chỉ nhưng mà cũng phải học đúng phương pháp nữa, học đúng phương pháp nữa chứ không phải là cứ cố đấm ăn xôi thì chăm chỉ nó cũng là một phần, nhưng mà chúng ta phải có phương pháp với lại cách học nó ok một chút. Rồi, đến đây thế cận rồi nhá. Các bạn tự thế cận vào rồi đồng nhất tìm ABC ra này thôi. Đây thì tìm được nguyên hàm rồi, các bạn tự làm nốt nhé. Nguyên hàm nó bằng trừ 3 này, trừ này, 3 cộng len chia x cộng 1 này,
trừ đi len của chỉ đối cộng 1 thôi. Thế cận từ bàn 1 là thầy tìm đưa về cái dạng này, này tìm ABC thôi và cộng vào nhé. Có 38. Ôi chưa? 38 thì cho đáp án luôn thôi, 38C nhá. Tổng bằng 1 đấy, đúng chưa? Tiếp tục này. 39 chưa nhỉ? Lại họ Nguyên Hàm thằng này à? Họ Nguyên Hàm của thằng này thì Nguyên Hàm của 2x này, con này tách ra thành hai thằng thôi. 2x nhân với lại thằng này bằng bao nhiêu nhỉ? X nhân với lại em cũng 3x nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, x nhân với lại em mũ 3x này. Đấy, thế thôi. Thế thôi. Nguyên hàm của 2x thì nó chính bằng x bình này. Nguyên hàm của trừ x nhân với em mũ 3x thì câu này mũ cột ra ngay làm gì nữa? UDP chưa? X này, nhá. Trừ đi nhá. X này. Nguyên hàm em tìm nguyên hàm của x nhân em mũ 3x mũ cột phát 1 ra ngay đáp án này. Không không cần ca số đâu nhá. Đây, em mũ 3x này. Thầy đạo hàm bằng 1 chưa? Làm tiếp về 0 này. Này nguyên hàm về em mũ 3x chia 3. Hay về em mũ 3 chia 9. Đó, thế thôi. Đan dấu cộng trừ cộng và chéo chéo như này này. Nguyên hàm này chính bằng x nhân với lại em mũ 3 chia 3 nhá, trừ em mũ 3 chia 9 thôi. Đó, thế thôi. Và đây là chính là nguyên hàm của x nhân với em mũ 3 đây này. Và trừ đi thằng này nó chính là trừ đi x nhân với lại em mũ 3 chia 3 nhá, cộng với lại em mũ 3 chia 9. Thế thôi. Thế vào. Ra ngay đáp án mà. Đây là đáp án nhá. Câu này ra đáp án nào nhỉ? 39 này. Đến đây nó chỉ còn là x bình thôi. Câu này thì tìm ra được nguyên hàm rồi thì em nhân đặt nhân tử chung ra ngoài thì trong ngoặc nó sẽ còn lại ngay mà. Câu 39 đáp án D nhá. Và chính đây, ok chưa? Đó, x bình này. Cái này múa cột ra ngay nguyên hàm cơ bản thôi, còn không em đạo hàm tới đáp án lại thử đáp án được. Còn câu này thì múa cột nhanh hơn một chút, đỡ phải thử. Ok chưa? 40. Nhá. Giá trị lớn nhất của biểu thức này bằng bao nhiêu thì câu này caso thôi. Đây caso nhá. Để dạy mãi rồi. Này đưa về biểu thức của x, rút x theo y thế biểu thức này thôi, bấm máy tính bình thường tìm min max. Ok chưa? À 8 thì caso cái gì nữa? 38 thì làm tự luận cho nhanh nhá. 38 thì ba ẩn mà cái thằng kia ABC nó lẻ mù ra rồi em. Quét table thì nó cũng chỉ là mò thôi, đúng chưa? Mọi cái thủ thuật caso trong ba ẩn, nếu mà ABC nó cho cái số hữu tỉ thì em làm em cũng không mò được đâu nhá, đúng chưa? Rồi 40 chưa nhỉ? 40 chưa? Tiếp tục nha. Mới skin caso thôi. Bạn rút cái phương trình kia ra cả, rút x theo y thế vào cho thầy. Rút x theo y thế vào nhá, ra ngay mà, có gì đâu. Biến đổi biểu thức con này này, quét table này, tìm cho thầy. Như sau. Chụp câu nữa này, chụp câu nữa, quét nốt rồi nghỉ, 40 chưa? Biểu thức đầu tiên nhá. Modulus của yz này, trừ đi 2 trừ y chưa? Bằng 3 này. Em rút ra thầy đi. Y thì anh nhân với x cộng y này. Đó, trừ 2 trừ y nhá, bằng 3. Này sẽ tương đương với bao nhiêu đây? Tương đương với lại module bên này nó phần thực này. Phần thực thì nó sẽ là đây trừ y trừ 2. Đúng chưa? Cộng với y bình là ra trừ y này, trừ 2 này. Ôi chưa? Tiếp tục cộng với lại x. Cộng x trừ 1, tất cả nhân y. Đấy bằng 3. Thế thì em tương đương với lại x trừ 1 bình phương này. Cộng với lại y cộng 2. Bình phương này bằng 9 chưa? Đấy là phương trình đường tròn nhá. Rồi biểu thức thứ hai này, biểu thức giá trị đây là biểu thức p đi, biểu diễn p dưới dạng xy đi nhá, tính cho thầy biểu thức p dưới dạng xy nào. P này bằng cái gì nhỉ? P đây nó chính bằng căn bậc 2 nhá của 2z thì đây 2 căn, p bằng 2 căn z thì đây nó chính là x trừ 4 đúng không, bình phương cộng với y trừ 1 bình phương đấy, cộng với lại module này của z cộng 5 cộng 8y thì nó chính là căn bậc 2 của thực, nó chính là x cộng 5 bình phương cộng ảo nó chính là y cộng 8 bình phương ấy. Đấy, làm sao biểu thức p chưa? Thế đây em có đường tròn là một này, có biểu thức p rồi theo xy, thế một ẩn theo ẩn còn lại thôi và chiến bình thường này, đúng chưa? Ở đây thì thầy sẽ rút y theo x nhá, rút y theo x rồi chặn x đi, đúng chưa? Y lúc này nó sẽ bằng cái gì nhỉ? Y nó bằng trừ 2 này, trừ 2 cộng trừ căn bậc 2 của 9 trừ đi x trừ 1 bình phương đúng không?
đây là y nhá. Và đến đây chặn x cho thầy nào, chặn x cho thầy đây là x trừ đi chị x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng trừ 3 và nhỏ bằng 3 đúng không, thì x nó sẽ lớn hơn hoặc bằng chuyển về sang nó nhỏ hơn bằng 4 này, 1 trừ đi 3 ra trừ 2 là x chạy trên đoạn từ trừ 2 đến 4 quét thôi, thế vào nhá. Thế y theo thế y theo x vào quét thầy tìm, nó bắt tìm mắc nhá, tìm mắc đấy, tìm mắc thì nó phải quét bình thường thôi, 1 8 này quét vậy nhá, 2 căn này, 2 căn của x trừ 4 chưa, x trừ 4 bình phương cộng với y trừ 1, y ở đây em thấy vào đây này nó chính là trừ 2 cộng căn nhá, 9 trừ đi x trừ 1 bình phương này. Rồi ok, đây mới là y thôi, trừ 1 đóng ngoặc bình phương phát nữa, xong biểu thức thứ nhất này cộng biểu thức thứ hai là căn bậc 2, cái này nó hơi dài chúng ta phải nhập cẩn thận rồi nhé, x cộng 5 bình phương cộng với y cộng 8 thì thấy ở đây nó chính là trừ 2 này cộng căn bậc 2 của 9 trừ đi mở ngoặc ra là x trừ 1 bình phương, đây mới là y thôi. Cộng 8 này đóng ngoặc phát bình phương phát nữa, đã xong biểu thức rồi, cho bây giờ thì cho nó chạy thôi, cho chạy đoạn từ trừ 2 đến 4 nhá, 4 này để step là 0,2 thôi, quét tìm mắc đi, thằng này nó sẽ giảm từ 20,1 này, giảm từ 20,1 nhá, thì bao nhiêu đây nhỉ, 18 17 16 15 ok luôn giảm nên luôn nghịch biến rồi, luôn nghịch biến vậy mắc thì nó tầm khoảng 20,12 nhá, 20,12 đấy biểu thức thứ nhất. Ra sửa y, y ở đây cộng trừ căn này, y cộng trừ căn thì nó phải thử trường hợp thứ hai nữa, thử trường hợp thứ hai y ở đây sửa thành y bằng trừ 2 trừ căn nhé, đó trường hợp thứ hai này đấy nó phải trừ 2 trừ căn. Start and step vẫn vậy, tìm mắc trong trường hợp này cho thầy nó vẫn là 20,12 thôi và nó quay đầu nó giảm rồi, nó giảm ok rồi, vậy thì mắc nó ra được 20,12 rồi, mắc 20,12 nhá, nó bằng cái thằng nào đấy nhỉ, 18 căn 5 xem nào, nó ra 4 mấy, 3 căn 15, 11,6, 15 căn 3 xem nào, nó ra 25 phẩy mấy, 9 căn 5, ok 20,12 từ này, câu này ra D rồi, đấy là 40, ôi chào, đấy, quét table tìm, mắc là xong thôi, nhá, ok 40 D, đấy thì thay P vào, rút x theo y này, rút x theo y hoặc y theo x thế vào, quét p theo một ẩn và tìm thôi, chặn cái này khó mỗi cái chặn điều kiện để quét, chặn điều kiện để quét, ô chưa? 40D nhá, cái này caso nhanh tọa độ mình nó lâu, ô chưa? Caso làm mà nó ok, có gì đâu? Caso thì bấm phát một ra phút là xong mà, 40 bấm mình tính thôi, 41 này, vừa bấm các bạn gì nữa? 40D nhá, cho khối lăng trụ đều này. Góc giữa hai đường thẳng A phẩy B và mặt phẳng bằng 45 độ tính thể tích khối lăng trụ, thì con này vẽ thầy thôi, vẽ qua khung trước đi nào nhá, đây ABC chưa, A phẩy B phẩy và C phẩy nhá, AB bằng căn 3 đáy tam giác đều cạnh căn 3 rồi, góc giữa đường thẳng A phẩy B và đáy A phẩy B đây và đáy bằng 60 độ, A bằng 45 độ thì nó chính là góc A phẩy BA đây, A phẩy BA bằng 45 độ nhá, thì tam giác này vuông cân tại A chưa, vuông cân tại A thì ở đây A phẩy bằng AB bằng căn 3, thể tích thằng này thì nhân vào thôi, V thì bằng H nhân F đáy, H bằng căn 3 chưa, F đáy thì tam giác đều cạnh căn 3 này, nó chính là A bình căn 3 chia 4 đúng không, nó là căn 3 bình phương nhân với lại căn 3 chia 4 nhá, thế nào chúng ta có được ngay bằng bao nhiêu nhỉ, ở đây nó chính là 9 phần 4, thể tích bằng 9 phần 4 nhá, 9 phần 4 còn này ra được 41 B rồi, ôi chá, thế là bình thường mà, tam giác đều cạnh căn 3 thì nó chính là bằng căn 3 bình nhân với căn 3 phần 4 thôi, công thức tính nhanh của diện tích tam giác đều nó phải nhớ nhá, làm nó ok được, 42 dễ mà, 42 dễ thôi, đạo hàm của 2, 2 nhân với 2 mũ 3 cộng 4, đạo hàm của 2 nhân 2 mũ x cộng 4 thì nó chính là bằng gì nhỉ? Bằng 3 này nhân với lại 2 mũ x cộng 4 là nhân với lại 2 nữa. Câu này ra được đáp B rồi, 42B nhá. Ok chưa? 42 câu quá cơ bản rồi nhỉ. Công thức thôi. 43 này, cái này dạng này gửi đều đặn định kỳ chưa? Đây này.
mỗi tháng chị B gửi ngân hàng 3 triệu với lãi suất 0,6% trên tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng thì được số tiền lớn hơn 150 triệu? Câu này dùng công thức số 2. Gửi định kỳ. Gửi định kỳ nhá. Đấy, hôm trước cho công thức gửi một gửi công cái công thức về toán gọi là toán vay trả góp rồi, đó là công thức 3. Công thức 2 là gửi định kỳ thôi nhá. Thì các bạn dùng công thức này cho thầy này. Tn nó chính bằng E chia cho R nhá, nhân với lại B mũ N cộng 1 trừ đi B thôi. Đây là công thức trong gửi định kỳ, công thức 2 chỉ ngắn như này thôi nhá. Thế là này này. Tn chính là số tiền. Nó bảo Tn nó phải lớn hơn 150 đúng không? Đấy, tương đương này. Tương đương với lại gì nhỉ? A đây nó chính là số tiền gửi hàng tháng này, 3 chia cho R là lãi suất nhá, 0,6%. Đó. Tất cả B được định nghĩa bằng 1 cộng L. Định nghĩa của thầy là 1 cộng R bằng B nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, thế cho thầy rằng đây là 1 cộng với R này, tất cả mũ N cộng 1. Ok chưa? Thì N thằng cần tìm đấy. N cộng 1 chưa? Trừ đi. Trừ đi nhá. Trừ đi đây là B là 1 cộng với lại 0,6% đấy. Đó, thế thôi, giá này lớn hơn 150. Đấy, các em xôn ra tìm L, tìm L cho thầy nào. 0,6 đây này, phần trăm. Đó, nhập phương trình vào xôn thôi. Xét dấu bằng trước đi thì em sẽ tìm được ngay N sẽ lớn hơn bao nhiêu mà. Được chưa? Xôn đi nào. Xét dấu bằng xôn thì tìm được ngay N lớn hơn bao nhiêu đấy. Được chưa? Phân số nhá. 3 này chia cho 0,6% chưa? Nhân với lại mở ngoặc ra này. Mở ngoặc ra là 1 cộng 0,6%. Tất cả ở đây nó mũ. Mũ ở đây là x nhá, cộng với 1 này, trừ đi đây nó chính là mở ngoặc ra 1 cộng với 0,6%. Ok chưa? Đóng ngoặc vào thì bằng 150. Xôn là tìm được N này, biết ngay mà. N ở đây xôn dấu bằng nó sẽ lớn hơn 150, ok chưa? Xảy thầy xét dấu bằng bằng 150 thì ở đây x nó sẽ phải lớn hơn. N ở đây lớn hơn 43,62 nhá. Đấy, N lớn hơn 43,62 tháng thì N sẽ làm tròn lên nó chính là 44 tháng đúng không? 43C 44 tháng, đúng chưa? N lớn hơn 43,62 làm tròn lên 44 tháng. Thì tức là sau 44 tháng thì chị sẽ nhận được nhiều hơn 150 triệu nhá, sau 44 tháng lớn hơn 150 triệu. Còn chính xác gửi 43,62 tháng, gửi 43,62 tháng thì nó sẽ bằng 150 triệu đấy, đúng chưa? Còn lớn hơn 43 thì nó sẽ ra được lớn hơn 150 triệu. Ok. 41 này. Số điểm cực trị của thằng này. Đó, cái phần này, cái câu 44 này thì rất nhiều bạn đếm nhầm này. 44 nhá. Cái này thì chúng ta tịnh kiến đồ thị thôi. 44 lý thuyết về tịnh kiến đồ thị. Ok chưa? Ở đây này. Thì nó sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ thực hiện như sau. Từ đồ thị Fx nhá. Từ đồ thị Fx này. Chúng ta sẽ thực hiện các bước để suy ra cái đồ thị thằng Gx như sau. Cái này lý thuyết tịnh kiến đồ thị đây này, 44 chưa? Các bạn sẽ tịnh kiến đồ thị như sau cho thầy này nhá. Từ Fx chúng ta cần suy ra cái đồ thị thằng F của trị độ x 4 bằng cách nào? Bằng cách bước 1 chúng ta sẽ lấy đối xứng, lấy đối xứng qua OI, đối xứng bên phải OI qua OI, đúng chưa? Đấy, sau đó bước 2 chúng ta sẽ tịnh tiến sang trái, đúng chưa nhỉ? Trừ 4, à tịnh tiến sang phải, tịnh tiến sang phải 4 đơn vị thì chúng ta sẽ thực chia được cái thằng F của trị đối x cộng 4. Rồi, F trị đối x trừ 4 nhé, bằng cách nào? Thực hiện hai bước này. Bước 1, đối xứng bên phải OI qua OI, sau đó tịnh tiến sang phải 4 đơn vị nhá, tịnh tiến sang phải 4 đơn vị. Rồi, tiếp tục này, từ đồ thị thằng F của trị đối x cộng 4 để suy ra cái đồ thị cái thằng Gx này. Thì ở đây chúng ta sẽ tịnh tiến lên trên. Tịnh tiến lên trên. Lên trên 2018 mũ 2019 đơn vị thì chúng ta sẽ suy ra hàm Gx thôi, được chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ thực hiện theo 3 bước. Tịnh đối lấy đối xứng này, bên phải OI qua OI này. Tịnh bước 2, tịnh tiến sang phải 4 đơn vị này. Sau đó tịnh tiến lên trên 2018 mũ 2019 đơn vị thì sẽ được hàm Gx. Đó, thì đây. Đối xứng bước 1 nhá. Không ở đây này. Thì đối xứng qua OI đúng không?
Ở dưới quay chúng ta sẽ được cái đồ thị kiểu kiểu như này. Đó, như này. Ôi chưa, thầy ra được ngay. 5 cực trị chưa? 5 cực trị 1 2 3 4 5 nhá. 5 cực trị này. Khi lấy đối xứng quay chúng ta sẽ được cái đồ thị kiểu kiểu này, 5 cực trị. Được chưa? Sau đó này, tịnh tiến sang phải 4 đơn vị. Cảm nguyên chi cái hình nhận dạng này, tịnh tiến sang phải 4 đơn vị. Sau đó tịnh tiến lên trên 2018 mũ 2019 đơn vị thì được hàm gx, thì được hàm gx. Mà ở đây khi có 5 cực trị như này rồi chúng ta tịnh tiến sang phải, sau đó tịnh tiến lên trên thì số cực trị nó không thay đổi. Vậy thì hàm gx này cũng chỉ có 5 cực trị thôi. Câu số 44 ra A nhá, 44A, ok chưa? Tiếp tục chưa nhỉ? 45 nhé. 45 thì mấy câu lom do mình ra xét nhìn để biết ngay bậc 3. Chưa? Nhìn bậc ngay biết là bậc 3 này. X bằng 0 này, y bằng d. Được chưa? X bằng 0, y bằng d này, d dương chưa? D dương thì loại đáp án nào rồi? Có đây loại được C nhá. C d âm này này. Cả ba đáp án A, B, C đều d dương. Được chưa? Đến đây rồi thì xét cái này chúng ta phải xét hàng nghiệm x1, x2 này. Được chưa? Đấy, xét tổng quy tích cho thầy nhá, xét tổng quy tích cho thầy. Thấy x1 âm x2 dương chưa? X1 âm x2 dương thì x1 nhân x2 nhỏ hơn 0 nhá. Còn tổng này x1 cộng x2 này lớn không chưa? Đây này, x1 âm x2 dương nhưng mà chỗ này trị đối của x1 nhỏ hơn trị đối x2 thì tổng x1 cộng x2 nó sẽ vẫn dương. X1 cộng x2 vẫn dương nhá. Đấy, thấy cái đoạn này lớn lớn hơn hẳn đoạn này chưa? Tổng x1 cộng x2 vẫn dương. Rồi, thế này thì đạo hàm ra ngay còn gì đâu. Đạo hàm ra ngay. Y phải đây ra ngay 3x bình chưa? Cộng 2b x nhá, cộng với lại c này. Được chưa? Rồi. Thằng này tích âm chưa? Tích âm. C chia 3 âm, chia C âm. Đấy, rồi, tổng dương. Tổng dương thì trừ 2b chia 3 dương. Thì tổng này dương thì rút ra ngay là B âm, B âm. Đấy, C âm, B âm. C âm, B âm thì con này ra được đáp án nào nhỉ? Ok, con này ra D rồi. Đấy, C âm, B âm nhé. 45, D, 45, D. Ôi chà, đấy, mấy câu này thì dùng tổng tích theo VF xử lý ngay được BC mà. 45, ổn nhá. 46, câu này tỷ số thể tích nó hơi lâu một chút. Bạn nào cần thì cần câu 46 liên hệ với thầy sau nhé. 46 dùng tỷ số thể tích thôi, nhưng mà nó phải vẽ thêm hình một chút nhá. Câu này thì 46 cho đáp án luôn thôi, bạn nào cần thì chúng ta mới làm câu này câu tầm 9 cộng rồi. Được chưa? Thực ra nó không khó lắm đâu, nhưng mà hơi mệt một chút, view nó cũng hơi yếu như này, giọng thấy bắt đầu khàn khàn rồi này, dậy từ sáng giờ nhưng mà view như này 2K1 này hồi nách với non giò quá. Đã cháu hộ thầy gì chữa tư câu số 1 đến câu số 46 mòn mồm mà view cứ tụt dần đòi về lấy vợ này, buồn lắm. Được chưa? Đấy, 46 thì bạn nào cần liên hệ với thầy sau nhé. Giờ thì view nhìn view này chán luôn, chả động được thì chữa những câu câu 46 này cả. Ôi chà, hôm trước thì còn lên được tông thì quẩy hết full 50 câu đúng không? Đấy, view càng đến lúc thi tuần cuối rồi mà mẹ càng hôi nách này thì những câu này thì không thể full được. 46 A nhá. Bạn nào cần đến liên hệ với thầy sau thôi. Ôi chà. 46 A. Xem câu cuối có. Rồi. 47 cũng thế thôi. 47 câu này thì cũng hơi hơi dài một chút, câu này làm tự đoạn bình thường, làm tự đoạn thuần túy thôi. Câu 47 thì cho đáp án luôn này, 47C nhá. 47 bạn nào cần liên hệ với thầy thôi. Ba câu. Còn 48 thì nhanh nhanh để chữa cho bạn này. Nhá, 48 thì chữa nhanh một chút thôi. Nó cho cái hàm mà f phẩy này, cho f phẩy này nhá. Gx bằng f nhân f phẩy nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? Thì câu này các em xét bình thường thôi, xét khoảng đầu biến nghịch biến thôi. 48 chưa? Rồi. Bạn nào thấy rõ rồi thì có thể là không không cần làm nữa cũng được. Bạn nào ok rồi thì thầy leave đề cho. Ở đây thì người khó người dễ nó là chuyện rất bình thường nhá. Đó, các bạn thấy khó, các bạn thấy dễ, chúng ta học leave thì học với tinh thần học hỏi thôi. Bạn nào thấy hay thì học, còn không thấy thì có thể là thoát dạng được. Nhưng mà chúng ta cứ câu dễ thì nó có cách học của câu dễ nhá. Đấy, các bạn chắc chắn là chúng ta làm sao mà càng câu dễ càng có nhiều cách làm. Các bạn đã biết được hết tất cả cách làm của những câu dễ chưa, hay là chỉ làm được câu dễ, chỉ được làm được một cách thôi, đã thấy nó dễ rồi thì ấy nó chưa phải là dễ nhá. Đấy,
thì chúng ta làm câu dễ chúng ta phải biết nhiều cách ấy, thì chúng ta mới 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 có thể đến lúc đấy chúng ta làm nó mới sợ đỡ sai ngu được, và nó có cái kinh nghiệm làm đề nó tốt hơn. Được chưa? 48 này, nghịch biến trên quảng nào thì các bạn cứ tính cơ phẩy thôi, cơ phẩy của thầy nhá, nó ra được ngay là bằng cái gì nhỉ? Bằng f hai phẩy này, bằng f hai phẩy nhân với lại f phẩy của f phẩy x, đúng không? Ổn chưa nhỉ? Đó, đây là g phẩy, nó là nghịch biến mà. Nghịch biến thì ở đây nó bảo là thầy g phẩy nó phải âm, g phẩy nó phải âm nhá. Các em tìm trực tiếp cái hàm bậc 3 đi, tìm tìm trực tiếp hàm bậc 3 đi cho thầy này. Tìm trực tiếp hàm bậc 3 thầy, tìm f phẩy trực tiếp đi nhá, f phẩy bậc 3 này, được chưa? Tìm trực tiếp f phẩy x bằng 0 này, cho cái cho fx này, hàm số f phẩy abc thuộc R có đồ thị như hình vẽ. Rồi đây đồ thị f phẩy nhá. Đây đi qua điểm 0 0 này, x bằng 0 thì y bằng 0 chưa? Rút ra c bằng 0. C bằng 0 nhá. Hay đi qua điểm 1 0 f phẩy tại 1 bằng 0 này. Và f phẩy tại -1 cũng bằng 0 chưa? Thế vào tìm AB cho thầy nào. Tương đương gì nhỉ? Giải hệ đi nhá. 1 này cộng A cộng B bằng 0 nhá. Tiếp tục này, thế âm 1 ở đây, âm 1 ở đây nó ra ngay là -1 chưa? Cộng với lại A trừ B bằng 0 chưa? Giải hệ gì AB này nào? 1, 9, 2, 1, 9 này, 1 và 2 nhá. Ok, 1, 1, trừ 1 này, 1 này, trừ 1 và trừ 1 chưa? Chuyển về 1, 1, trừ 1, 1 nhá. Đây là 1. Ok, tìm được x bằng 0, y bằng âm 1 thì ở đây ra a bằng 0, b bằng âm 1 chưa? Thì cái hàm bậc 3 chính là gì nhỉ? Hàm f phẩy này, f phẩy nó chính bằng đây x mũ 3 này trừ đi f phẩy bằng x mũ 3 trừ x nhá. Đấy, tìm trực tiếp f phẩy rồi, tìm trực tiếp f phẩy rồi, bài toán rất dễ dàng rồi đúng chưa? Gx nhá, lúc này nó trở thành bằng cái gì nhỉ? Bằng f của x mũ 3 trừ x này, đúng chưa? Có phải tính ra thôi, nó chỉ bằng 3 x bình trừ 1 nhé, 3 bình trừ 1 nhân với gì, nhân với đây nó chính là f phẩy này của x mũ 3 trừ x thôi. Ở đây kẻ trục chọn đại diện thôi đúng chưa, kẻ trục chọn đại diện nhá. Đầu mút nó có những cái thằng nào nhỉ, đầu mút có những thằng nào đây? Đây là âm 2 này, âm 1 này, trừ căn 3 chia 2 bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ căn 3 chia 2 nhá, nó ra cái âm 0,86, âm 0,86. Tiếp tục, đây là 0 này, đây là 0,86, là căn 3 phần 2 này, đúng chưa? Và tiếp tục 0,1, đây là 1. Đó, thì có những cái đồng hút như này thôi. Đáp án A là 1 đến dương vô cực này, đây là A nhá. Đáp án B là âm vô cực đến âm 2, đây là B này. Đáp án C là âm 1 đến 0, đây là C này. Và đáp án D nó lồng ở chỗ này này, D lồng ở đây, đúng chưa? Đã có hai cái phần này nó chẳng có đáp án nào chứa cả thì không xét nữa. Đầu tiên thử đáp án B trước cho thầy nào, thử đáp án B trước thì đây thử âm 3 đi, thử âm 3 thay vào nhá, âm 3 thay vào đây nó xem có nghịch biến không này. 3 nhân với lại x bình trừ 1 nhá, can tại âm 3 vào nó ra có bằng 26 chưa? G phải tại âm 3 nhá bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 26 nhá, nhân với lại f phải tại bao nhiêu đây, x mũ 3 trừ x này trừ đi x, tan âm 3 vào ra âm 24 chưa? F phải là âm 24. Rồi, âm 24 nó ở bên dưới chỗ này này, âm chưa? Đó, F phải tại âm 24 nó âm nhá, F phải tại âm 24 nó âm. Thì đây thầy nhỏ hơn 0 này, nhân với 26 dương chưa? G phải âm rồi. Đấy thì chuẩn rồi, cái khoảng này nó nghịch biến nhá. Còn nghịch biến thì đáp án B ok rồi. Đấy, cũng mấy đáp án còn lại thì chúng ta thử nốt thôi. Còn đến đây thì khoanh đáp án B rồi. G B thôi, đúng chưa? Đấy, âm 3 nó nghịch biến nó ok rồi nhá. Còn chúng ta thử kỹ hơn nữa, thử thêm vài giá trị đại diện nữa là ra ngay mà. Ổn nhá, đấy là 48. Kẻ trục chọn đại diện thôi, thử đáp án được mà. Cái phần này kẻ vào thử chọn đại diện thôi nhá. Cái skin kẻ trục chọn đại diện phần hàm hợp này phải dạy mãi rồi nhá. Dạy mãi rồi. 49 này. 49. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người ta thiết kế với phần, các bạn xem cách thầy làm những cái phần này nó sẽ có rất nhiều cái cách để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian nhá. Chúng ta biết làm đã là một chuyện rồi nhưng mà đừng vinh mặt lên, ok chưa? Đấy, phải làm với tinh thần học hỏi,
chúng ta chắc gì nó đã làm với cách nhanh nhất và ngắn nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Đấy, ok chưa? Thì càng câu dễ chúng ta vẫn phải học học cả câu dễ lẫn câu khó, và một đề chúng ta phải học cách là làm từ đầu đến đuôi, chứ không lại cứ kiểu nho 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 làm mấy câu khó. Thì những cái loại như thế thì chỉ có làm được một vài việc thôi chứ còn không đi đến đâu đâu nhá. Đó, chúng ta phải học cách làm đề, phải làm một lượt từ đầu đến đuôi, chứ đừng làm cái đã không làm thì thôi, nhưng làm thì phải làm hết nhá, làm phải làm hết, chứ đừng kiểu nho 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 dài vài câu khó chen vào làm, sau đó thì mấy câu dễ bỏ qua đi thi kiểu gì kiểu sai ngu mà xem. Ok chưa? Phần 9 này, phần 9 câu này ứng dụng tích phân thôi nhá. Đấy, mấy cái phần đầu thì thầy còn nhiệt nhiệt thì còn chém gió đông vui được, gọi là quẩy với mấy bọn trẻ trâu thôi, còn bây giờ thì còn hơn 100 đứa sót lại thì chúng ta quẩy nhiệt tình, thì chúng ta học những cái bài toán này chúng ta mới tiến bộ lên được. Ok chưa? Nhá, chúng ta sẽ quẩy gọi là học đúng chất luôn chứ không nhộn nhộn như đầu nữa. Mấy cái bài này chúng ta cứ từ từ mà chiến với nhau thôi nhá, với tinh thần học hỏi cho nó hiệu quả này. 49 chưa nhỉ? Tập trung đây nhá. Thôi kệ đi, bây giờ thì đến tầm này rồi, hai câu cuối rồi thì view không cần quan trọng nữa, thằng nào học thì học, không không học thì về chăn bò hay cưới vợ thì thầy không cần quan tâm nhá. Đến tuần cuối rồi, thằng nào học được thì học này. 49 chưa? 49 chưa nhỉ? Đấy, bây giờ gắn chụp cho thầy này nhá. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn này này, nói từ sáng giờ tèo mồm nên bây giờ vẫn còn phải dạy này, có chưa? Còn đứa nào nó thích học thì học thôi, còn không học thì đấy là quyền của nó, mình ép làm sao được, đúng không? Đó, còn thằng nào vẫn còn vênh mặt lên thì đi thi vẫn còn sai ngu nhá. Đấy, này mặt phải cúi cúi xuống nhá, mặt phải cúi xuống mới nhìn thấy đề được, chứ còn mới làm được vài câu khó mặt đã vênh lên hách lên thì làm sao mà nhìn thấy đề được nhá. Không nhìn thấy đề thì sai ngu là chuyện không thể tránh khỏi. Rồi, ở đây này nó bảo là gì nhỉ? Nhìn thấy tương giao của parabol đường tròn chưa? Cái dạng này tương giao của parabol và đường tròn nhá, tương giao của parabol với đường tròn nhá. Còn rất nhiều skin hay trong những cái đề này, thì mỗi đề thì chỉ chữa được một vài cái skin, nếu mà rơi vào bài nào thì chúng ta chữa skin đấy thôi. Được chưa? Học nào cả đời học làm sao học hết được, được chưa? Lập hội học sinh chăn trâu cũng thể thế á, mấy cái bọn hồi nách lòm rom để chăn trâu ấy, lủ thầy đi chăn trâu ấy. Thầy chăn bọn mày xong thì thầy phải đi sang chăn bọn 2K2 đến nơi rồi nhá. Tuần sau là bọn 2K2 thì thầy về với bọn 2K2 rồi, còn 2K1 thì chỉ hết tuần này thôi nhá. 2K1 thì thầy chăn hết tuần này thôi, tuần sau thì có học cũng đuổi, có chưa? Ai nhận? Lòm rom. Rồi, tiếp tục này, 49. Đấy, tương giao của ba nó vô đường tròn nhá. Cái này chúng ta viết phương trình đường tròn thôi. Ở đây bảo cái gì nhá? Đây này. Ở đây là 4 46 nhá. 46 nó viết phương trình đường tròn là parabol ra ngay, có gì đâu. Viết ra phương trình đường tròn như nào? Chúng ta tìm bán kính nhỉ. Đây, nó bảo độ dài đoạn này bằng 4 này. Độ dài này bằng 6 chưa? Độ dài này bằng 6 nhá. Tiếp cho gắn chụp vào, đây là XOY nhá. XOY này. Đấy, nó tìm Pythagore tìm cho thầy R nhá, thầy bằng L này. Căn bậc hai quả, đoạn này bằng 2 trừ 2 chưa? Thầy bằng vẫn bằng 6 thôi. Này vẫn bằng 6 thôi. Có chưa nhỉ? Đấy, Pythagore tìm R thầy nào. L sẽ bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng 6 bình chưa? Ra ngay bằng 2 căn 10 nhá. R bằng 2 căn 10. Đó, thì chúng ta biết phương trình đường tròn chưa? Nó chính là bằng x bình này cộng với y bình bằng R bình, 2 căn 10 bình phương bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 40 nhá. X bình cộng y bình bằng 40 đấy. Thì suy ra phương trình đường tròn nằm bên trên chưa? Y dương rồi. Y bằng căn bậc 2 của 40 chia x bình nhá. Một cháu. Đó, đây là đường tròn này. Xong đường tròn. Parabol chưa? Parabol này có dạng là y bằng x bình nhá. Y bằng ax bình. Được chưa? Thầy đi qua điểm đây này, đi qua điểm 26, đi qua điểm x bằng 2y bằng 6 chưa? X bằng 2y 6. Đó, đi qua điểm 26 nhá. Thì thế đây, nó sẽ ra ngay 6 là bằng a nhân với lại 4. Hai bình bằng 4 mà, được chưa? Rút ra ngay a nó sẽ bằng 6 chia 4 là bằng 3/2 đấy. Thì parabol lúc này nó sẽ ra được ngay y ở đây nó sẽ chính bằng 3/2x bình. Được chưa? Đó, thế thôi nhá. Ra parabol rồi, đến đây thì xét phương trình. Thằng này nó bảo là cái phần đen đen này trồng cái gì nhỉ? Phần đen đen là trồng cái gì đây? Phần không tô màu trùng trồng hoa cúc này. Phần tô màu trồng cái gì đây? Phần tô màu trồng hoa hồng nhá. Đấy, phần màu đen này trồng hoa hồng này, màu trắng trồng hoa cúc. Hoa hồng thì ở đây 120, hoa cúc thì có 80 thôi, hoa cúc rẻ hơn. Đấy thì tính là diện tích thôi. Tính tích phân ở trên từ dưới này. Tính tích phân của diện tích phần đen đen nhá, S1, được chưa? Tính S1 đi nào. S1 là cái diện tích màu đen đen này này, được chưa? Nó bằng cái gì? Bằng tích phân từ trừ 2 đến 2 nhá. Của thằng này chính là bên trên từ dưới.
là đường tròn trừ parabol đúng không? Trên trừ dưới nhá, đường tròn trừ parabol đó chính là căn bậc 2 của 40 này trừ x bình, xong đường tròn này trừ parabol nó chính là 3 phần 2 x bình. Đấy, đấy. Xong S1 chưa? S2 là diện tích trồng hoa cúc đấy. Nó bằng diện tích của một nửa đường tròn là 1 phần 2 này nhân với lại pi, R bình là bằng 2 căn 10 bình phương. 2 căn 10 bình. Ôi chưa? Đấy là diện tích trừ đi diện tích của nửa đường tròn trừ S1. Đấy thế thôi. Đây là S2. Đây là S2. Ôi chưa? Đấy thì câu này chúng ta tính như này thôi. Tính sau đó nhân với giá ra ngay mà. Tính về diện tích S1 nào. S1 là trồng hoa hồng nhá. Tính tích phân này của căn bậc 2 của 40 này trừ đi x bình này. Trừ đi 1,5 x bình chưa? Thế cận vào từ trừ 2 đến 2 nhá. Đấy ra ngày mà. Đây là lưu ẩn A nhá. Lưu ẩn A, A là S1 rồi. S2 này tính cho thầy nào. 0,5 nhân với lại pi nhá. Nhân với lại 2 căn 10 bình phương là bằng 40 rồi. Nên 40 trừ đi S1 là trừ đi A này. Đấy ra ngay lưu ẩn B. Đấy B nó chính là diện tích S2 đấy. Ok, rồi nhân vào này. A nhân với lại 120 cộng với lại B nhân với lại có 80.000 thôi. Là B là diện tích. Ok chưa? 5 triệu 701.000. 5 triệu 701.000 câu này ra 49. Đây chưa? Đấy là câu 49 nhá. Đấy thế thôi. Mấy câu ứng dụng tích phân này cũng vẽ tính được cái đường xung quanh của nó rồi. Tính diện tích nhân vào thôi. Chả có gì cả. 50 này. 50 chưa? Đỗ đại học về cạnh tranh với thầy á, mấy bọn hôi nách này, bọn mày tuổi gì rồi cạnh tranh thầy lòm do. Ôi sao rồi cứ đỗ đi được rồi tính nhá, đỗ được rồi tính nhá, chưa đỗ không? Mấy bọn hôi nách này chưa đỗ đã đòi đe cả thầy vãi trưởng. Ok tiếp tục chưa, tiếp tục nha. 50 này quét nốt câu cuối này, câu cuối câu này skin quét table thôi chả có gì đâu. Đây cho đồ cho bảng biến thiên của F chưa, từ dương vô cực nhá, cái này hơi mờ một chút thầy vẽ lại nhìn cho nó rõ ra. Ôi chưa, đây là 3 này, đây là dương vô cực này, đây là 15 phần 13 chưa, đây là 1 nhá. Đấy ok chưa, cái giá trị lớn nhất của m để cái phương trình này e mũ đây thì viết lại cho nó to ra nhá, 2 nhân f mũ 3 này trừ đi 13 phần 2 f bình này đó cộng với 7 f trừ đi 1 phần 2 hay bằng m. Đấy ôi chưa, có nghiệm trên đoạn 02 nhá. Ok trả bài toán xét tương giao thôi, chả có gì đâu. Đấy. Rồi, ở đây chúng ta đặt Fx bằng T này thôi. Đặt Fx bằng T này nhá. Xét trên đoạn 02 này. 0 đến 2. Đây. 02 đây. 1 ở đây rồi nhá. Đây là 0 này. 2 đây. 2 đây này. Đấy, ôi trời. Đây là đồ thị trên cái đoạn 02 này. Xét trên đoạn 02 thôi. Ôi trời, x nó bảo thuộc đoạn 02 mà. F tại 0 nhỏ 7 phần 6 chưa? Đó, F tại 0 nó nhỏ 7 phần 6. Ôi chưa? Thế này, em sẽ thấy được là gì nhỉ? Khi x chạy trên đoạn 02 nhá, thì cái thằng Fx này, tức là T, nó sẽ nằm trên, T nó sẽ thuộc cái nửa đoạn từ 1 đến 7 phần 6. 7 phần 6, khoảng. Ôi chưa? Đấy, thế thôi. F tại 0 nhỏ hơn 7 phần 6 mà. F tại 0 nhỏ hơn 7 phần 6. Ôi chưa nhỉ? Đấy thì T nó sẽ thuộc cái đoạn từ 1 đến 7 phần 6 thôi. Nhá. Ôi chưa? Rồi, bài toán chuyển về rất dễ dàng này. Tương giao của gì nhỉ? E mũ 2T nhá. E mũ 2T. E mũ 2T mũ 3 này trừ đi 13 phần 2T bình này cộng với 7T chưa? Trừ đi 1 phần 2. Đấy bằng M. Và bài toán rất dễ dàng, đúng nhỉ? Có nghiệm đúng không? Có nghiệm và xét T trên đoạn từ 1 đến 7 phần 6 này. 1 đến 7 phần 6. Ôi chưa? Khoảng, nửa khoảng nhá. Nửa khoảng 1 đến 7 phần 6 là xong thôi. Và bài toán yêu cầu có nghiệm. Có nghiệm thì ở đây m nó sẽ phải gì nhỉ? M ở đây nó sẽ phải lớn hơn hoặc bằng f min. Cái thằng này min. Và nhỏ hơn bằng max. Được chưa? Đấy, thì quét table cái thằng này này. Quét table ở đây nó bảo tìm cái giá trị lớn nhất của m mà. Giá trị lớn nhất của m thì nó chính bằng cái thằng này max thôi nhá, bằng thằng này max trên cái đoạn từ 1 đến 7 phần 6 này, quét bình thường có gì đâu. E này mũ 2 x mũ 3 nhá trừ đi 13 chia 2 này x bình này đấy cộng 7 x chưa trừ đi 0,5 nhá. Rồi quên vào mũ 8 nữa nhỉ. E này mũ 2 2 x mũ 3 này trừ đi 13 phần 2 x bình này
Đó, cộng với 7x nhá. Là trừ đi 0,5. Là quét ra này trên khoảng từ 1 đến 7 chia 6 nhá. 7 chia 6 này. Step thì thằng ấy tương đối nhỏ. Tương đối nhỏ thì lấy 7 chia 6 trừ 1. Trừ 1 này. Cuối trừ đầu chia 20. Được chưa? Thầy hay thường như thế. Cái step này tương đối nhỏ rồi. Cuối trừ đầu chia 20 nữa. Được chưa? Đó. Thì nó sẽ ra ngay mà. Rồi, cho thấy được ngay thằng này nó sẽ luôn luôn gì nhỉ? Nó luôn nghịch biến đây này. Luôn luôn nghịch biến đúng chưa? Nó giảm từ 7,38 này này. 7,38 nhá. Nó giảm về đây này, 7,3837 chưa? Đấy, ok, luôn nghịch biến là 36 này. 35 này. Ok, trên cái đoạn từ 1 đến 7/6 này luôn nghịch biến đúng không? Luôn nghịch biến này, vậy thì max nó chính là bằng tại T1 này, max max tại x bằng 1 tức là T1 đấy, thế vào. Thế đây nó chính là bằng E mũ 7,38. Nó ra E bình đấy, E bình, thấy một đây nó ra E bình. E bình nó xấp xỉ 7,38. Thế thôi nhá. Đó là ra đáp án ngay thôi, câu này ra được đáp án A nhá, E bình. Đây này, E bình. Xấp xỉ 7,38 chưa? Đấy, quét ra thôi nhá. Ok, đấy là câu 50. Dạng này dạng ở phụ bình thường mà, quét cho thầy thôi. Quan trọng các bạn phải chuyển ẩn và chọn được khoảng nhá. Đặt Fx bằng T này, chuyển về bài toán xét xét hàm FT. Xét FT trên đoạn từ 1 đến 7/6 và tìm F max là xong. F max bằng M mắc. Ôi trời, đấy là câu số 50. Ok, hy vọng là sau buổi hôm nay thì các bạn đã học được một cái gì đấy và tiến bộ hơn để làm được cái bài thi tới nó tốt hơn một chút. Ok, thời gian nó cũng không còn sớm nữa, 11 rưỡi rồi, mình sẽ nghỉ tại đây thôi. Và các bạn nếu ủng hộ thầy bằng cách là xem đi vào đúng giờ này, like share bài viết nhiều hơn để thầy có động lực và live với các bạn nhiều hơn trong cái tuần cuối này. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong buổi live lần sau nhé. Bye bye.